xin chào mừng các bạn đến với Sip uống gì không không phải lúc nào ở đoạn chào đầu thì thường mình cũng nghĩ ra được một cái gì đấy hay ho để chào nhưng mà sáng nay trước lúc mà đến với buổi phỏng vấn thì tự nhiên nghĩ đến một cái ý trong cái cuốn sách mới nhất tên là Nexus mà mình đang đọc loài người ấy, thì kết nối với nhau bằng những câu chuyện và cũng là động vật duy nhất mà có thể huy động sức mạnh đến hàng tỷ người cũng bởi chỉ vì những câu chuyện Hôm nay thì chúng ta có một người kể chuyện Khách <laughs> mời của Thủy Minh là rapper Phúc Du Xin chào mừng Phúc Du đến với yeah. ABC. <laughs> yeah, yeah. Xin chào Have Xin chào chị Thủy Minh Em rất là vui vì được có mặt đây hôm nay tại Have Tại sao em vui nào? Em rất là vui vì được nói chuyện với chị Thủy Minh Thực ra cái phần hay nhất của chương trình em nghĩ là nói chuyện với chị <laughs> Vì là được một lần rồi, được trải nghiệm một lần Nghiện, rất thích <laughs> à, Ít khi mà được hỏi những cái câu mà nó mang cái tính rất là sáng tạo đôi khi là những cái khía cạnh về công việc hay là cá nhân mà chính cái người bị hỏi thì cũng không nghĩ tới thì cái lần trước uh, ở không, không cách không, không về, về. Yeah. lâu quá cái hôm ấy chị đau răng ờ ừ, đau răng thế là phải nghĩ ra một cách là uh, có một cái tập lần đầu tiên lúc đấy phúc du uh, vừa mới chiến thắng uh, trong uh, backstage xong cũng là một cái cột mốc cực kỳ uh, quan trọng với vâng. em đúng không? Có. Vâng. Có có có. Ừ. Được rồi từ từ mình sẽ kể nhưng đấy là cái lần mà uh, gần nhất là cũng phải 5 năm quá. Ừ. 5 năm chưa? Vâng, chắc cũng phải 5 năm. À, ừ. và <laughs> Hôm nay thì mình nói chuyện với Phúc Du. Phúc cũng là một cái người mà thì mình uh, theo dõi rất là lâu đã biết em từ lần đầu tiên khi mà Tiên Cookie nhắc đến là à bọn em đang nhắm có một cái rapper mà em muốn ký. Trời, ơi ừ cái tức này là đấy là, là trước giờ giờ mới biết đấy đúng. chị bảo phúc du là ai tại vì lúc đấy cũng underground quá chị chưa biết xong bắt đầu mới nghe nghe những cái đoạn ba đồ của em từ đời đầu xong thấy một cái khoảng thời gian sau em thi backstage mà hồi đấy rất là may mắn là chị là một trong những cái người mà cũng ở trong cái ban tổ chức của backstage ấy vâng vâng nên vâng, là vâng, cái lúc mà bọn em thi trên sân khấu là chị đang ngồi bấm hình ở dưới à. có chín cái máy này xong mình đang ngồi mình đấy thì bản thân em khi mà em nhìn lại cái hành trình của em đây là chị ở phía bên ngoài nhìn thấy nhé ừ. nếu em miêu tả về nó em sẽ miêu tả như thế nào đấy là một hành trình em rất là thích nó cũng uh, nó khá là phim cũng ừ. khá là ừ. kiểu uh, nếu là những cái phim mà ít mai hay là những cái phim về hip hop em rất là thích thì uh, em thấy cũng có thể thấy được cái hành trình của mình nó có một cái phần nào đấy tương tự ừ. và khi mà chị nhắc đến năm năm em cũng hơi sốc em hơi sốc là đã từ cái thời điểm đấy và những cái quyết định mà mình đưa ra cái con đường mà mình lựa chọn hành trình cũng khá là dài em không biết thế nào có thể nói ngắn hơn được nhưng mà ừ. cái cảm giác nhiều nhất là kịch tính ừ. và đến bây giờ nó vẫn cảm giác như là một cái sự bắt đầu nó cũng chưa bao giờ là thực sự là cảm giác mình đã trải qua quá nhiều hay là mình đã đến tất cả những cái gì mình có thể trên cái hành trình này ừ. nên là đến tận bây giờ em vẫn cảm giác như là em đang bắt đầu khi em nói chữ kịch tính là em đang nghĩ đến sự kiện nào vậy kịch tính à, liên tục là thay đổi liên tục là những khó khăn mới liên tục là những cái thách thức mà ừ. em phải vượt qua ở mỗi một giai đoạn ngày xưa để em hay có những cái giai đoạn mà em cảm giác như là ok đoạn này chắc là khó nhất rồi hay là mình đoạn này mình đã biết đủ nhiều để mình làm tất cả những cái này rồi nhưng mà sau đấy khoảng 3 tháng hay là một năm cái ừ. tự nhiên lại thấy chưa là gì lại bắt đầu <laughs> ôi, ôi vá ừ. hết cả đầu lại những vấn đề mới lại có những cái thử thách mới phải trải qua ví dụ ngày xưa thì em chỉ nghĩ đến là là rap thôi làm nào để rap kỹ thuật hơn làm nào để rap hay hơn phức tạp hơn và làm nào để um, tạo ra được cái tiếng vàng của mình trong cộng đồng hay là viral và mình nghĩ là nó chỉ có như vậy thôi nhưng ừ. mà sau đấy nó có quá nhiều thứ nó có cả về uh, làm thế nào để mình uh, tư duy về cái cách làm nghệ thuật này và cái định hướng âm nhạc của mình có thể đào sâu hơn mình phát triển nó rộng hơn mình đem lại nhiều cái giá trị trong bài nhạc mình ngoài cái giá trị giải trí ra hơn thì mình làm thế nào ừ. thì tự dưng đến lúc đấy nó lại nhiều cái câu chuyện liên quan đến cách sống suy nghĩ tư duy và nó không chỉ là âm nhạc nữa ừ. và mỗi một cái giai đoạn em lại giải quyết một cái một cái mảnh ghép ở trong cái cuộc sống của mình và thấy rất là vui nếu em có một cái kiểu các cái thứ tự ưu tiên ấy, yeah. điểm ra năm cái điều quan trọng nhất của em năm điều quan trọng nhất năm điều quan trọng nhất em nghĩ đầu tiên sẽ là chắc chắn phải là hạnh phúc ừ. thứ hai là sức khỏe thứ ba là sáng tạo thứ tư em nghĩ là phát triển ừ. nghĩa là lớn lên mạnh hơn thông minh hơn kiểu đấy và cuối cùng là em nghĩ chắc chắn là kết nối ừ, tại sao cái chữ hạnh phúc là cái em nghĩ đến ngay em nghĩ đấy là cái giá trị mà em em nghĩ là em rất là muốn theo đuổi trân trọng Ngày xưa thì em đặt hạnh phúc nó thấp hơn. Ừ. Trong thứ tự ưu tiên của em ngày xưa đầu tiên là phát triển. Có những cái lúc mà mình cảm giác là tự dưng mình phát triển và mình kiểu làm rất là nhiều thứ và mình có được rất là nhiều và mình nhận ra là không vui lắm. Ừ. Thì mình kiểu tự yên bảo thế bấy lâu nay mình mất công mình đi làm phải làm ừ. cái gì nếu như mà mình không thể có được những cái cảm giác như thế này và ừ. sau đó em đổi cái hạnh phúc của em lên đầu. Ừ. Bởi vì ngày xưa thực ra đôi khi em cũng nghĩ là nếu mà mình hạnh phúc quá, mình vui quá, mình sướng quá là mình sẽ mất động lực kiểu mình phải khổ mình phải uh -huh, uh -huh. khó chịu mình phải buồn bã mình phải này kia thì đấy là mới là động lực để mình kiểu vươn lên và mình kiểu giữ cái cái năng lượng của mình nhưng mà sau này em nhận ra không vẫn có thể hạnh phúc và vẫn có thể cố gắng được phát triển về tất cả cái 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 mặt mà mình muốn cố gắng về thể chất về công việc thì đấy là lúc em đặt hạnh phúc lên đầu và đấy cũng là tên em nữa nên là uh -huh. <laughs> chị không biết tại sao nhưng cái chữ hạnh phúc tự dưng nó trở thành một cái từ mà nó xuất hiện trong cái từ vựng của tất cả mọi người ở lứa tuổi luôn vâng. tại vì ví dụ như là hồi xưa chị sẽ nhìn đến bố mẹ chị hay ông bà là à đến một cái lúc họ sẽ hạnh phúc vâng. sau đó thì mình tự bắt đầu vật lộn với cái concept về hạnh phúc đấy và mình hiểu là à đây cũng là cái đích đến cuối cùng này, đích đến quan trọng nhất đấy không còn cái gì quan trọng bằng nhưng mà sau đấy thì chị thấy những người trẻ cũng bắt đầu rất là quan tâm đến hạnh phúc. Vâng. Thì không theo em thì cái điều gì nó khiến cho mọi người cùng nói chung một cái câu chuyện này. Em cũng không biết là tất cả mọi người có nghĩ như vậy không nhưng với em thì em cảm giác là có lẽ là bởi vì bây giờ cảm giác mọi thứ nó đều khó khăn và không chắc chắn và không biết là có thể đến được cái đoạn già đấy để mà mình có được cái hạnh phúc về sau này không. Cái concept như kiểu là ừ. happily ever after ấy. Ừ. Cảm giác như là nó sau tất cả mọi chuyện xảy ra với Covid và với mọi thứ thì mọi người khá là trong trạng thái sinh tồn, ừ. thành ra là hạnh phúc ngay bây giờ có vẻ là cái lựa chọn nó sẽ thực tế hơn. Ừ. Em cũng nói không sai trong cái việc là rõ ràng người ta phải trải qua một ít khổ đau. À, vì chị hay nghĩ về cái tuổi thơ của mình, tuổi thơ của một đứa một đứa trẻ mà nếu mà có một cái tuổi thơ hạnh phúc ấy, vâng. thì là mình sẽ luôn biết cái cảm giác đấy là cảm giác gì. <laughs> Nhưng mà có một lúc là mình có một cái nhu cầu mình gọi lại cái cảm giác đấy bởi vì mình hơi xuống hố một tí vâng. ví dụ trong trường hợp của em thì em có bao giờ xuống hố không chắc chắn à, là có đi chắc, đúng chắc không? Có. Ờ, nhưng mà em định nghĩa cái hố làm thế nào em biết được là ở cái hố em nghĩ khi mà em không làm được những cái mà nó đúng với những cái mong muốn hay là những cái giá trị của em thì em sẽ cảm giác là em đang ở trong một cái hố ví dụ là em đặt sáng tạo hay là em đặt sức khỏe lên trên mà lúc em cảm giác em không khỏe em không sáng tạo em ừ. nó không làm được những cái việc em muốn làm hàng ngày thì tự dưng em sẽ phải check lại là ok cái vấn đề là ở đâu bởi vì là tôi sống để làm những cái này mà tôi không được làm những cái này thì chắc chắn là tôi đang ở một cái nơi không ok ừ đấy là cách em 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 định nghĩa về là ở trong hố hay không tức là nó là liên quan đến sự kỳ vọng đúng không có một chút thường cái sự kỳ vọng nó sẽ đi kèm ngay với lại thất vọng vâng thì em, em nghĩ nó không hẳn là kỳ vọng mà là mình có một kết quả mà mình mong muốn và ừ. mình có những cái mà... tức là mục tiêu vâng và em không đạt được mục tiêu thì em cảm thấy là đang sống hồ vâng ừ. mục Chị... tiêu đấy là một cái cách sống ví dụ hàng ngày em muốn được viết ví dụ mấy tiếng một ngày chẳng hạn mà tiện em không được viết hay là em không được tập luyện hay là em không được gặp bạn bè em hay như này như kia thì cho dù em có đang làm gì thì em cảm giác nó cũng sẽ là là mình mình khá là đang không thành công lắm. Ừ. <laughs> Chị nghĩ là nếu như có những cái mục tiêu nó theo kiểu là tôi về nhất ở trong một cái ba ba đầu đúng không? Yeah, yeah. Với lại cái việc là mục tiêu của tôi là một ngày viết mấy tiếng thì rõ ràng cái mục tiêu đầu tiên nó khó thực hiện hơn cái mục tiêu hàng ngày của em. Thế ừ. điều gì ngăn trở một cái người chưa có vợ chưa phải nuôi con không thực hiện được cái việc là một ngày tôi viết rap mấy tiếng yeah, có chứ em nghĩ là có rất nhiều việc đôi khi là em sẽ phải xử lý những công việc nó không liên quan đến viết vâng uh -huh. ví dụ trả lời tin nhắn hay là đi, <laughs> đi phí tình đi phỏng vấn đi phỏng vấn này kia <laughs> uh, đi quay đi ừ. diễn mỗi lần đi diễn thì em sẽ mất khoảng một hai ngày để em uh, sạc lại pin Ừ. kiểu em điểm yếu của em là di chuyển là máy bay hay là ô tô đi nhiều là em sẽ dễ mệt em ở, nếu mà em ở một nơi em sẽ sạc được năng lượng vậy nên là những cái như vậy thì bình thường nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà những cái đợt mà mặc dù mình vẫn đang được làm nghề mình rất là sung sướng mình được đi diễn mình được kết nối nhưng mà khi mà mình về thì mình phải mình không được viết ừ. hay trong những ngày đấy cũng không có máy không có gì để có thể làm cả thì nó sẽ gãy mất cái nhịp một tháng ví dụ em diễn khoảng uh, 4 show hay năm show là em sẽ em cũng sẽ mất đi khoảng ba bộ bốn năm ngày rồi, mất gần một tuần rồi ừ. thì uh, mình cũng khá là tham nên là mình sẽ kiểu, tiếc quá tiếc ừ. quá tuy nhiên là em nghĩ là cái đấy là luôn là một cái có thể em có thể improve được em để ừ. phát triển được để mà uh, đến cái lúc mà đi diễn siêu nhiều mà vẫn có thể viết trong lúc đấy luôn được đấy yeah, yeah. gần đấy gần đây thì đấy là cái concept mà chị đang phát triển à tức là mình hay tự dán nhãn là đây nhá đoạn này nhá sáng cà phê nhá sung sướng <laughs> nhá đoạn đi đón con là bắt đầu nghĩa vụ trách nhiệm rồi đúng đúng đoạn đi họp rồi, rồi, rồi. <laughs> đúng không sau đấy chị phát hiện là cái việc viết nghĩ sáng tạo nó chỉ do cái tâm thế của mình thôi đúng rồi ừ, hồi xưa chị sẽ nghĩ là 20 phút đi làm trên đường đi traffic rồi người này người kia quẹt ngang xem mình quá nhiều những điều phiền nhiễu. đúng. Nhưng mà nếu mình đặt được mình vào tâm thế là mỗi sáng chị muốn được nghe một cái podcast mà những cái người ở trên đấy họ đỉnh chóp họ đưa ra những cái thông tin <laughs> hay là họ nói tiếng anh ngay thôi đã là kiểu đấy chị tự dưng chị lại được rất nhiều trong cái lúc mà đáng lẽ chị cảm giác chị đang mất. vâng. cái thời gian đấy chị cảm thấy là wow nó thật là hữu dụng. mình về mình đếm được là cả ngày của mình. ấy và chị cũng mới tối qua viết một cái status là mình giàu hay nghèo thành công hay thất bại tất cả mọi người có chung một cái điểm đó là chỉ có từng đấy thời gian một ngày yeah. không ai có hơn và nó chỉ là cái việc là thế thì từng đấy thời gian mình vui bao nhiêu trong thời gian này mình yeah. chủ động bao nhiêu đấy, thì chị chị đang nghĩ đến một em lúc cũng rất là đồng ý em rất là đồng ý, ừ. là đồng ý với việc đấy em cũng nghĩ là trước đây là những cái lúc mà mình ở ngoài ví dụ đi làm hay các thứ này kia hay đi xe mình cảm giác là đây không phải là một nơi phù hợp để mình có những cái hoạt động nó nó gọi là productive nó ừ. bổ ích hay là <laughs> sáng tạo hay là gì cả nhưng mà sau mình nhận ra thực ra nó là cái góc nhìn thôi ừ. còn hoàn toàn là nếu mình muốn thì sẽ có cách để những cái khoảng thời gian đấy nó nó đúng những cái gì mình mong muốn ừ. gần đây chị thấy có một cái concept về hạnh phúc rất là hay đấy là thuần mọi thứ đều đến từ sự dễ chịu ừ. cơ thể mình nó dễ chịu thì gọi là có sức khỏe vâng. tâm trí mình mà dễ chịu thì gọi là sự yên bình cảm xúc của mình mà dễ chịu ấy, thì nó gọi là tình yêu. <cười> <cười> Tức là từ xưa mình gọi hạnh phúc nó như một cái thứ nó rất khó giải, cái đoài bài toán mà cả nhân loại phải <laughs> kiểu đào bới chỗ này chỗ kia, vâng. phải chạm đến một cái nơi mà chạm đến phát sáng loà. Vâng. Nhưng không đó chỉ là rất là nhiều cái sự dễ chịu vâng. ở những cái phương diện đặt cạnh yeah, nhau. Yeah, uh, yeah. Em đồng ý. Ừ, em có vẻ đi đúng đường đấy. <laughs> <laughs> Mất bao nhiêu công gian khổ. <laughs> Nhưng mà Phúc chị thấy em cũng tìm được cái điều này tại vì chị nghe nhiều nhạc của em. Chị thấy em tìm được một cái gì đấy hoặc là em có một cái gì đấy rất là khác à, so với tuổi của em. Thì theo em nó là điều gì khiến ừ. cho em em có luôn cảm giác là mình là một đứa trẻ nó cũng khá đặc biệt không? Em có em nghĩ là ở bên trong ai thì cũng có một cái đứa trẻ bên trong thôi em thì em nghĩ em cũng có cơ hội được kết nối với cái đứa trẻ bên trong mình ừ. cũng cũng không phải quá lâu nhưng mà nó cũng cho mình một cái trải nghiệm rất là sâu sắc về cái cảm xúc của mình và những cái suy nghĩ của mình và mong muốn của mình một cách rõ ràng hơn so với những cái người bạn của em một ừ. xíu ừ. chị biết một cái chi tiết về cuộc sống của em mà gần đây chị mới biết à, đấy là bố em mất rất là sớm vâng, à, cái trải nghiệm đó đã xảy đến với em như thế nào em nghĩ là với em thì cái trải nghiệm đấy nó em mong muốn là nó có nhiều cái sức nặng cảm xúc hơn ừ. tuy nhiên hồi đấy em quá bé em lúc đấy chắc được 3 tháng ừ. nên là em sau này lớn lên thì mẹ em kể và, và các thứ thì em biết tuy nhiên là em chưa bao giờ có dịp gọi là thực sự là được kết nối với bố em một cái cách gọi là chủ đích cả ừ. nên là đôi khi nó cũng khá là khó để để em có một cảm nhận về cái trải nghiệm đấy nhưng em lớn lên và trở thành một cái chàng trai trông cũng rất là mạnh mẽ ở ngoài trông cũng rất là to cao hùng dũng <laughs> chị nhớ có một cái chia sẻ của Benji trong cái series yêu lành còn nói về cái việc là cái việc lớn lên với những cái người phụ nữ xung quanh mình Khiến cho bạn hơi loay hoay giữa việc là không nhìn thấy cái người đàn ông để có một cái role model, một cái phiên bản hình mẫu. Em hiểu. Mà chỉ nhìn thấy người phụ nữ cho nên là có một cái sự mềm nhất định. Đấy thì còn em cái trải nghiệm mà em lớn lên chỉ có mẹ thì như thế nào với em và theo em thì nó đã, nó đã đã giúp em thành người như thế nào? Yeah. Em nghĩ cái trải nghiệm đấy nó nó rất là đặc biệt. Nó rất là tuyệt vời và đúng như là chị nói là nó sẽ khó tìm một cái hình mẫu nam để mình gọi là role model để mình học theo hình hình mẫu. Thì với mẹ em thì em em học rất là nhiều từ mẹ em, chủ yếu là về cái sự chịu khó, chịu khổ, vươn lên, không bao giờ ngừng, không bao giờ gọi là chấp nhận là thua cuộc, cái thất bại sẽ tìm được cách. Đấy là mẹ em thì đấy là cái điều em học được nhiều nhất. Mà cái phẩm chất đấy của một người phụ nữ thì em lúc nào cũng có lẽ bởi vì được lớn lên nhìn thấy cái phẩm chất đấy mỗi ngày từ 6 giờ sáng kiểu mẹ em dậy làm này làm kia xong rồi đi làm mấy job để nuôi em chẳng hạn sau đến lúc mà em lớn hơn thì nghỉ cả những cái job rất là ok để ở nhà để nuôi em thì kể cả sự hy sinh hay là những cái đấy thì em đánh giá rất là cao và nó là một trọng giá trị mà qua cái việc đấy nó khiến em có một cái nhìn về cuộc sống và tôn trọng cái sự lao động và cái giá trị của cái lao động đấy nó rất là lớn còn uh, về cái việc cảm giác có nhiều cái 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 sự học hỏi hay là mạnh mẽ ở bên ngoài thì em nghĩ là một phần là bởi vì em lớn lên em không có một cái hình mẫu gọi là ngay gần để em tìm em tìm rất là xa internet xa <laughs> thế à, tới hồi đấy là ai à, um, rất, là... rất nhiều em nghĩ là cái cái bước đầu tiên của em là những quyển uh, chuyện những quyển chuyện kiếm hiệp hay là những quyển uh, tiểu thuyết thời đấy thì em đọc cũng khá nhiều những cái cái quyển tiểu thuyết của nước ngoài. Một trong cái đấy chắc là Hemingway. Ừ. Hemingway là một cái hình mẫu mà em ừ. uh, em đọc đầu tiên là Hội hè miền man, Movable Feast. Nào văn như này, <laughs> trời ơi, Hemingway kiểu. Em rất thích Hemingway. Ừ. Em vẫn đang cày lại một bộ truyện ngắn của Hemingway. Sau đây chị cứ cày lại được. Đầu tiên là những hình mẫu đàn ông trong sách, sau đấy là là trên internet, YouTube. Ừ. Xong lúc nào thì Thì lại thành rapper tại trước ừ. đấy thì là đi làm đúng không đi làm marketing vâng, vâng, đúng vâng. không nhưng mà cái chuyện làm rapper đến trước hay chuyện marketing đến trước đã ừ. chuyện cái suy nghĩ ấy. Ừ. chắc chắn là làm làm rapper yeah. làm rapper từ năm lớp 1 là em đã đã nghe rap ừ. em gần như là uh, em không có cái uh, trải nghiệm là lớn lên nghe nhạc nhà em ít nghe nhạc uh, không có giai điệu Lúc lớn lên rồi em mới biết là bình thường mọi người ở nhà là mọi người hay nghe nhạc ấy ừ. Kiểu bố mẹ ấy, bật ừ, nhạc cho ừ, con ừ. nghe nhà em không Tại vì ừ. là đấy nhà mọi người đều đi làm hết ừ. Em ở nhà toàn một mình Thế là sau này thì em còn ra quán net ừ. Em ra quán net từ rất là sớm, từ năm lớp 1 Và em uh, nghe rap Này là... khoan khoan đoạn đấy từ từ nhá Cái điều gì khiến cho em không hư nhỉ Xong thời gian ấy thì là Đến năm lớp 3 thì nhà em mua máy tính ừ. Thế là em ở nhà ừ. <cười> <cười> Thế là không hư được <laughs> Ừ. lớp một mới có 6 tuổi thôi ý. vâng lớp 1 em nghe uh, Hải Phòng sao? <laughs> Hải Phòng lên em. Hải Phòng sao? đấy là một ca khúc mà à, uh, à. mong khán giả đừng nghe, <laughs> Bởi vì nó rất là đụng chạm mà nó rất là tuyên. hồi đấy em rất là proud ừ. và em uh, bác em dắt em đến trường và em đi đường bác có muốn nghe rap không? xem rap ở đấy mà nó là chửi, nó là cả tiếng anh cái tiếng việt nó chửi dead luôn. Em rap rất là vui, rất là tự hào. bác em không biết tiếng anh, bác em thấy rất bình thường. Uh, thế nhưng mà sau đấy thì em yêu rap rất là lớn Đến năm cấp 2 thì mình cũng rất là muốn làm nghệ thuật, rất muốn làm nhạc Em cũng có guitar Quả đấy mà em hát được và bởi em cũng tranh ngôi hoàng tử đi rồi <laughs> Trông cao to đấy em Vâng, cũng được hoàng đấy, tử đi mẹ. rồi Nhưng mà đấy cũng dâu ừ. Nó <laughs> <laughs> đứa sẽ hát gì hơi <laughs> đoạn này Nhất là nó live show <laughs> nó đang đến gần nữa chứ <laughs> Yêu anh Vũ <laughs> cấp hai em uh, trong trường em cũng là một cái trường mà rất là bất hảo thành ra là lớp em cũng có những thành phần rất là năng lượng ở cái việc uh, trêu chọc rất giỏi trêu và các bạn thì cũng rap các bạn ấy cũng cũng rap các bạn đi bmx xong rồi có lông chim xong rồi có nhạc của nam ct bật loa các bạn ấy cũng đi thu thời đấy đi thu studio thế thành ra là um, một là các bạn ấy trêu nhưng mà một phần nữa là mình nhìn thấy là ok để rap được là mình phải có tiền mình phải như thế này như thế kia và luôn mình nhìn thấy cái gia đình mình mình kiểu ok có thể cái con đường nghệ thuật này không phải dành cho mình và đặc biệt là con đường này nó cũng có vẻ không kiếm kiếm được tiền thế là em cũng gác cái giấc mơ ấy lại và em kiểu ok mình phải làm cái khác thôi sau này thì lại có duyên bén lại với rap thì ừ. rất là may là lại có cái cơ duyên đấy đã có tiếng gọi của cuộc phiêu lưu rồi ờ, mình... mà cũng có tí bắt tổ từ Đúng không? Vâng. <laughs> từ, yeah. từ hồi đấy. <laughs> cái chuyện kiếm tiền nó có là gánh nặng với em không? Hay là nó đã từng là gánh nặng trong một khoảng thời gian nào với em? Em nghĩ là nếu mà mình nhìn nó là gánh nặng thì lúc nào nó cũng là gánh nặng. Ừ. Bởi vì là cái mong muốn của mình thì lúc nào cũng cần tiền để nó thực hiện. Càng ngày thì cái mong muốn nó càng lớn thôi. Thực ra về cơ bản là em muốn trước tiên là giúp cái 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 góc góc nhỏ của cái thế giới này mà có em nó tốt hơn một tí bắt đầu bởi gia đình em bạn bè em nhưng mà nếu em giúp được những người đấy rồi thì em biết chắc chắn là sau đấy em sẽ muốn giúp những cái người khác nữa trong thành phố chẳng hạn thì càng làm như thế thì sẽ càng cần nhiều tiền và kiếm tiền em nghĩ là một nhu cầu với em nhiều hơn là một cái gánh nặng ừ. nhưng mà lúc nào đấy cũng sẽ là cái em đau đáu và em mong muốn và em tiếp tục lúc nào kể cả bây ừ. giờ luôn ạ à? kể cả bây giờ không bao giờ dừng lại chị ơn cảm giác là nếu mình còn ở trong cái nó giống như hai con đường song song mà mình hay chập nó làm một ấy mình nghĩ rằng là mình tiếp tục cái kiếm tiền và những cái thử thách mà liên quan đến đời sống thì nó sẽ dẫn mình đến hạnh phúc nhưng thực ra nó là hai con đường khác nhau một con đường mình cứ đi mình cứ kiếm tiền thôi còn một cái con đường hạnh phúc là cái con đường nó mà song song với con đường đấy. Em nghĩ nếu như mà hạnh phúc là một cái đích thì chắc chắn là kiếm tiền nó sẽ không không nó khó đi đến đấy. Ừ, nhưng mà, song nhưng hạnh mà nếu mà hạnh phúc nó là chính cái con đường ấy luôn là cái cây ở hai bên đường thì em nghĩ là ok. Ừ. Yeah, em nghĩ là trên cái con đường kiếm tiền hay là đấy là một cái con đường rất hạnh phúc. Ừ. Nếu như mình biết để ý đến là những cái gì đẹp đẽ xung quanh, những cái gì làm mình thấy rung động xung quanh ừ. và cái em nghĩ là cái điều khiến mình hạnh phúc là cái con người mình trở thành trên con đường đấy để kiếm được tiền thì mình phải trở thành một con người khác và đôi khi là phải tốt hơn đa phần là phải tốt hơn ở một mặt nào đấy ừ. thì cái việc nhìn nhận là ok tôi đã tốt hơn so với năm ngoái tôi đã tốt hơn so với ngày hôm qua đấy là một cái điều đem lại hạnh phúc cho em và đấy là lý do mà em nghĩ là mình không phải đánh đổi không phải cứ kiếm tiền là mình phải buồn bã phải mệt mỏi phải khổ sở phải uh, lao theo một thứ vật chất và mình phải bị rơi vào những cám dỗ đấy là những cái thứ mà rất nhiều các phương tiện truyền thông truyền tải ừ. tuy nhiên là em tin chắc chắn là có những cái người để kiếm tiền ngoài kia mà họ vui vẻ và họ sung sướng và họ đang giúp đỡ rất nhiều người và họ thấy vui về việc đấy và họ đang phát triển bản thân họ và càng ngày họ càng tốt lên và cái đấy là cái điều đem lại hạnh phúc em nghĩ là nó 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 không có vấn đề ừ. nó không bị tương phản lắm ừ đúng bởi vì Uh, tự dưng nghe cái chữ kiếm tiền nó đã bị dán nhãn vâng, <laughs> vâng. làm những uh, việc đen tối hoặc là sổ phải khổ sở <laughs> <laughs> ngày xưa em nghe kiếm sở. tiền là em cứ tưởng tượng đến mấy ông xoa so xoa so tay kiểu <laughs> hey, ông mày đi cướp của đứa nào <laughs> uh, nhưng đúng chị nghĩ nó cũng là có thể mình có thể vì face nó lại nó là mình lao động thôi và mình vâng. nhận được cái thù lao từ cái công sức lao động của mình vâng ờ cái vòng tròn thực ra cái điều này ở trên have sức thì nó được lặp lại qua các cái khách mời khác nhau nhưng đấy cái ba cái vòng tròn giao nhau về việc là uh, bạn làm tốt điều gì người khác cũng thấy bạn làm cái việc đấy tốt sẵn sàng trả lương cho bạn và xã hội thấy bạn làm tốt cái việc đấy mỗi cái việc mình làm thì có thể nó bị bị gói gọn trong cái chữ kiếm tiền nhưng đúng là nó là cái điểm giao của ba cái vòng tròn đấy rồi đồ uống nói gì với em nào thông thường là em sẽ gọi ba đồ uống à, một là vụ cà phê là để đảm bảo về năng lượng hai là nước khoáng hay cái gì đấy để sức điện giải hay gì ừ. đấy sức khỏe sau thứ ba là vị là một cái gì đấy rất là tasty rất là ừ. ngon ngon ngọt ngào hay là Sô cô la là gì đấy? Tức là em muốn nó quay về cái sự dễ chịu đúng không? Nó lại muốn dễ chịu từ vật cơ thể đến <laughs> cảm xúc tâm trí đúng không? Vâng. Wow. Ừ. Còn hôm nay em gọi ba cốc cà phê. Hôm nay em gọi ba Cụ... cốc đen đá không đường bởi vì em uh, khi mà được nói chuyện và uống cà phê nó là một cái cảm giác gì đấy ừ. nó rất là đặc trưng, em không biết có phải do gen của người Việt không nhưng mà thực sự là cái việc mà uống cà phê và nói chuyện nó rất là sung sướng. Ừ. Từ hồi vào đây em 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 cũng ít hơn so với ở hà nội nhưng mà mỗi một lần thì em đều Thái rất thời là tiết đúng không hay sao hay là như à, em nghĩ là ở trong này em em có cảm giác em rất thích đi làm ừ. ở hà nội thì em rất thích uống cà phê <cười> <cười> cũng không biết nói như thế nào nhưng mà ừ. thực sự là hà nội năng rất lượng. hợp vâng. Tự dưng cái từ năng lượng là cái từ mà gần đây chị hay để ý vì thỉnh thoảng nhá là về mặt thích thì chắc là em đi diễn nó cũng có cái đấy hoặc là mọi người đi làm một cái ngày bắt đầu của mình mình dậy là mình sẽ có một cái cảm giác ngay lập tức hoặc là mình phải điều chỉnh ngay từ cái lúc khoảnh khắc mình dậy là cái năng lượng của mình hôm nay mình có nhiều hay không nếu mà có những cái lúc mà mình có thể giúp mà gói ghém nó lại bọc nó lại trông ngon lành thì không nói làm gì nhưng thỉnh thoảng nó rất là thấp thì có lẽ là những cái ngày đấy mình sẽ làm mọi việc nó nhẹ nhẹ thôi không cần ép bản thân quá nhiều đấy thế và bây giờ chị nhìn lại là kể cả chuyện dẫn chương trình này nó là đến một lúc cái technique của mình ví dụ như em rap ấy thực ra đến cái vần đấy cái cái lượng mà tập luyện của em nó có rồi nhưng ép em một chút năng lượng tốt ấy là khác đúng không? và mọi người cảm thấy cái đấy nó rất khác luôn ờ, đúng không đấy thì nhưng mà em có một cái ngày mà thức dậy mà kể cả có ba cốc cà phê cái năng lượng nó vẫn hơi thấp hơn thì em thường làm gì em nghĩ là em là một người cũng khá là thử nghiệm với cơ thể mình và những cái gì có thể làm với cơ thể và tâm trí thành ra là em có thể bắt mạch khá là chuẩn xác là ok cái vấn đề của cái việc thấp năng lượng này là ở chỗ nào là ở ừ. việc ăn uống hay là giấc ngủ hay là do ừ. mình đang chưa thỏa mãn nhu cầu về sáng tạo và lao động chẳng hạn thì khi mà biết là cái gì rồi thì mình thử làm và nếu như mà vẫn thấy không ok thì có thể nó là một cái gì đấy sâu hơn và lúc em rất là hài lòng với việc mà mình đã thử Ừ. Còn uh, em nghĩ là mỗi một ngày Thì nó sẽ có những cái Lúc nào nó sẽ thấp về một cái năng lượng gì đấy Chị zoom in một tí nhá. Vâng. Tức là mình đang nói là em đang chia là À ok có thể là bởi vì giấc ngủ, đồ ăn à, Không được thỏa mãn Một cái gì đấy vâng. Em có zoom đến mức độ là có một cái suy nghĩ nào đấy Nó rất là khiến cho em ừ, nó Kiểu nó, nó ở trong luôn uh, Nó cứ ở trong mình Tức là mình, mình track lại, mình lần lại Những cái dấu vết đúng không có bao giờ nó là đến cái mức độ là một cái suy nghĩ ừ em nghĩ đến mức độ suy nghĩ thì, thì chưa nhưng mà một cái uh, suy nghĩ lặp đi lặp lại nhiều lần bị trigger bởi một cái gì đấy ví dụ mình nhìn thấy hay là mình nghe thấy hay là mình cảm thấy thì thì em nghĩ là có thế nhân tiện này chị sẽ hỏi về mấy chuyện tại vì một trong những cái mà em đã từng trả lời phỏng vấn phát hiện ra là vietjetra đã đăng một bài phỏng vấn rất là hay về phúc dư yeah. <laughs> sáng nay chị còn phải nhắn tin cho cái bạn viết bài đấy là ôi kiểu đọc lại thấy, vâng uh, thấy rất hay nó rất là nó rất là em ấy tại vâng. vì có rất là nhiều các cái bài phỏng vấn về em đúng không nhất là cái dịp mà chị thấy uh, từ tháng 3 đến bây giờ mỗi lần sản phẩm của em ra thì mọi người đều rất là quan tâm đấy nhưng mà một cái bài của vietjetra viết từ hồi tháng 4 ấy thì có nói về cái việc là anti fan chính là bản thân của em vâng uhm và lúc nào thì em nhận ra có một cái concept là mình thành công nó là cái sự chấp nhận của chính bản thân mình. vâng, uh, có một lần em có nghĩa là xong khoảng thời gian bánh mì em đi diễn rất là nhiều, em đi diễn gọi là đúng như những cái gì mà kể cả trong cái đợt covid mà em mong muốn luôn nhiều hơn tất cả những gì em tưởng tượng và đến một hôm em diễn xong em về khách sạn, sẽ em cảm thấy rất là trống rỗng em vừa đi diễn khoảng ba nghìn năm nghìn người ở dưới và em về và em thấy rất là trống rỗng và em kiểu nếu như mà đến ba nghìn người cùng yêu mình cùng yêu thương mình cùng hò hét và hát cùng mình nó không khiến mình thấy thỏa mãn thì bao nhiêu là đủ em thử nghĩ một con số nhận ra là sau cái con số ba nghìn đấy thì có là 10.000 hay một trăm thì nó cũng như nhau bởi vì là đến tầm đấy rồi thì nó cũng như nhau hết thì em nhận ra là nó không phải vấn đề ở cái bên ngoài mà là nó ở cái bên trong mình mình thấy bao nhiêu là đủ thì mình sẽ thấy hạnh phúc nếu như mình chỉ kỳ vọng là có 10 người cùng mình thôi thì ba nghìn người mình sẽ kiểu... Cứ... Uh -huh. nhưng mà nếu mà mình kỳ vọng mình còn không biết mình kỳ vọng cái gì mình không có kết quả mong muốn và đấy là cái lý do tại sao mà từ cái lúc đấy em 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 suy nghĩ về mục tiêu hay là kết quả nó ừ. rõ ràng hơn trước đấy đôi khi em nghĩ là đặt mục tiêu ra là nó là một cái gì đấy nó rất là tính toán nó không được gọi là chân thành nó không được Uh, tốt cho lắm thì sau đấy em nhận ra là phải thực sự có mục tiêu phải có cái kết quả mình muốn rõ ràng kỳ vọng thì mình mới có thể đánh giá ừ. những cái còn lại là đúng hay không đúng và ừ. tốt hay không tốt được ừ. thế liệu có sự mâu thuẫn giữa việc là rõ ràng mình phải nhìn thấy đích đến thì mình mới đi được đến cái điểm đấy với cái việc là thực ra đích đến nó nó lại là thứ bên trong mình ừ. uh, cái cũng là một cái câu chị ừ. đọc là À, có một người lữ hành đi tìm một cái trung tâm yoga và nói là đi bộ rất là lâu rồi và thấy rất là gần đến rồi thì mới hỏi một cái chú bé bên đường là Thế cái trung tâm đấy uh, sắp đến chưa? Thì cái chú bé này mới trả lời là 16.994 dặm nữa và ừ. chứ sao lại xa thế? Đã đi đến từng này rồi Và à nhưng mà nếu mà ông đi chiều ngược lại thì chỉ có bốn dặm nữa thôi ừ. à, Phần lớn là các cái kỳ vọng của chúng ta ở thế giới bên ngoài chúng ta thậm chí soi gương hay nhìn giống một cái mặt hồ phản chiếu cũng là nhìn thấy mọi thứ bên ngoài trong khi mọi thứ thì đều diễn ra bên trong đúng không? Wow. cái câu này cũng là một cái câu trong cái phim mà hôm qua chị cùng với con gái mình xem lại tên là the boy the mole the fox and the horse ừ. phim này uh, ngắn thôi ba mấy phút được giải oscar năm năm ngoái thì đấy thì nó là cái câu chuyện là chị nghĩ là có một cái chút liên quan đây về cái concept của sự hạnh phúc mình mọi thứ nó là phía ngoài của mình trong khi mọi cái hạnh phúc thực sự thì nó diễn ra ở phía trong này vâng đấy thì quay lại cái câu hỏi mà chị à, hỏi em là rõ ràng là cần động lực ở phía bên ngoài để tiến lên vâng nhưng hạnh phúc lại xảy ra ở bên trong vâng chúng ta sẽ xử lý điều đấy như nào ừ em nghĩ là cái việc mà có một mục tiêu hay có một kỳ vọng đặt ra ở bên ngoài để mình tiến tới mình phát triển mình phấn đấu đến đấy thì về cơ bản là nó để um, nó chỉ là một cái um, nó là một cái cách thức để uh, hợp thức hóa cái việc đi tìm cái bên trong thôi nói là như kiểu tây du ký đặt ra một cái đích là đấy tôi đến để lấy kinh thực ra nó không phải để 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 lấy kinh mà là để trải qua cái khó khăn đấy và những cái vấn đề như thế để mình trở thành một con người khác và và có thể mình đến đấy mình không cần cái kia nữa mình chỉ đặt ra cái mục tiêu đấy thôi ví dụ em đặt có thể đặt ra mục tiêu là em muốn trở thành một rapper có tầm ảnh hưởng hay là như nào đấy top ở trong rap việt chẳng hạn Thế nhưng mà em ngày xưa em sẽ đặt mục tiêu đấy là để tìm sự thỏa mãn hay tìm sự chiến thắng ừ. nhưng mà ở thời điểm bây giờ nếu em đặt ra một cái mục tiêu như thế thì là nó là để cái con người mà em phải trở thành để em được là cái ông rapper có tầm ừ. ảnh hưởng đấy ừ. em sẽ phát triển về mặt tư duy về mặt hình ảnh phải biết giao tiếp hơn phải làm nội dung phải có một cái cách kết nối với những cái người yêu thương mình một cách kiểu khác và đặt mục tiêu ra là để mình thành con người khác chứ không ừ. phải là để mình thực sự ừ. là mình đến đấy và ở đấy thì em nghĩ đấy là cái cái ừ, điều đã thấy rút ra được. Hay, ờ, chị thấy hay nhá. Bởi vì là tự dưng chị nghĩ đến cái việc là từ lúc mà vừa đến đây trước khi ba cái cốc này mà có vẻ cũng đã sắp hết rồi. <laughs> chúng tôi sẽ đếm được kỷ lục. <laughs> kỷ lục của khách mời của chương trình ý, uống bao nhiêu cốc cà phê. Thì mình có nói về chuyện uống cà phê buổi sáng đúng không? Vâng. Thì là chị mới thấy là mục tiêu của chị mỗi ngày là một tiếng ngồi uống cà phê. Vâng. Nhưng thực ra là để giữ cho mình một cái như em nói ấy, là có một cái lộ trình có một cái, cái cái cách thức nhưng mà cái mục tiêu chính là mình được rất là yên tĩnh suy nghĩ vâng ở đúng trong rồi. một cái tiếng đấy đúng không và chị thấy không biết tại sao sáng tạo nó nó xảy ra như vậy vâng tức là chị đã từng nghĩ một cái này chị cũng hay chia sẻ cái idea ngông nghếch này nhưng mà ví dụ như chị thấy chị tắm chị đánh răng lúc ấy chị nghĩ ra những thứ hay nhất vâng tức là mục đích trong cuộc đời con người giống như việc đi tắm vậy <laughs> nhưng mục đích thực sự thì là để trong lúc tắm nghĩ rằng cái việc gì đấy đúng rồi đúng à, thì... rồi em đồng ý à. em đồng ý em cũng rất là đồng ý về cái quan điểm đấy bởi vì là em cảm giác như là cái sự sáng tạo hay là những cái điều mà mình mong ước nhất những ý tưởng của mình thì nó sẽ đến một cái cách uh, như là một cái người yêu thương mình là đến thăm mình ừ. còn đôi khi mình đi tìm thì nó nó không work. ừ. và ngày xưa thì uh, nó giống có cái câu em em thấy rất là đúng đấy là thay vì đi bắt bướm thì mình xây một vườn hoa thì cái việc mình tắm hay là mình có một cái không gian đấy là như kiểu mình có một cái khu vườn mình để trồng cái tâm trí mình ừ. thì mới có chỗ để cho ý tưởng hay sáng tạo hay những cái điều hạnh phúc nó đến với mình ừ. thì em nghĩ là nếu mà để dành ra được một cái thời gian như thế như chị chia sẻ là một tiếng kiểu buổi sáng dành cho mình ấy em nghĩ là nếu mà có được cái điều đấy nó là một cái sự may mắn ừ. và một cái điều em thấy may mắn trong cái nghề này là em được làm cái việc đấy ừ. Còn à, nếu mà ví dụ em vẫn đang đi làm công sở thì có lẽ là cái điều nó rất là khó. Em quen rất nhiều người bạn và họ khó để mà có một tiếng, thậm chí là 30 phút buổi sáng để cho mình vì đôi khi đi làm quá là sớm và chị không, sẽ tranh cãi cái việc đấy. Chị thấy đấy tất cả là lý lẽ của người trẻ. Lý lẽ của người trẻ. Sự lười. <cười> <cười> nó hiện ra. Họ có thể dậy sớm hơn. Nữa. Thì đó, có thể dậy sớm hơn. Nếu mình rất muốn mình sẽ nghĩ ừ. ra cách đúng không? Mình không muốn thì mình Đúng rồi. Mình tìm ra lý do chị nghĩ là <laughs> cái văn này rất là giống các uh, các sếp yêu cầu nhân viên đi đi giải chạy với cả uh, đi tham gia hoạt động của thể thao công ty và <laughs> thế mới có các sếp và các nhân viên <laughs> Chỉ còn nhân viên mà nghĩ như các sếp thì đã là thành sếp rồi à, không chị nghĩ thế thật mà nhưng mà trong lúc mình nói nhá chị nghĩ ra một thứ nữa là rõ ràng là tại vì ngay từ đầu mình nói về hai con đường mà nó song song đúng không nhưng mà thực ra là nó ngược chiều khi mà nó giống như là hai cái đầu cái sợi dây thun này hai người kéo kéo cái vừa đủ nó rất là hay nha nó vâng. có một cái độ căng nó có một cái độ mà cảm giác như năng lượng tất cả dồn ở đây tuy nhiên thỉnh thoảng chị phát hiện ra là mình sẽ nhầm ra hai con đường này rõ ràng mình bịa ra chuyện đi tắm hay là chuyện đặt mục đích để mà mình khám phá một cái gì đấy rất là hạnh phúc bên vâng. trong mình nhưng mà thỉnh thoảng mình mải mê về cái vâng. con đường mình sẽ bị vâng Nhưng mình thấy đấy là tất cả <laughs> đúng rồi đúng rồi nên là em rất là quan trọng cái việc là đặt ra kết quả mình mong muốn phải có kết quả thì mình mới biết mình đang đi đúng hay không phải biết là mình muốn đến đâu thì sẽ trái hay sẽ phải nó mới quan trọng ừ. chứ còn mình không có đích đến mình không biết là mình muốn ra hồ Gươm hay hồ Tây thì đi đi đường nào ừ. chả là đúng ừ. đi đường nào cũng có thể là đúng hết ừ. thì cái việc nhầm đấy em nghĩ xảy ra rất là nhiều ví dụ ngày xưa em hồi em mới tập mới tập tạ mới đẩy tạ ừ. à, và ăn uống kiêng cữ rất là hạt co rất là ghê rất là mệt mỏi à, giảm cân và xong rồi là đến cái mức mà mình khó ngủ mất ngủ luôn và xong rồi đến lúc một ngày mình nhận ra là thứ các cái kết quả mình mong muốn đây là mình muốn khỏe ừ nhưng mình muốn mình khỏe chạy theo nhưng thì... mà cuối cùng đến cái lúc mà mình uh, tập luyện căng nhất thì mình không cảm thấy khỏe vậy thì mình không đạt được kết quả mình mong muốn thì người có sáu múi hay là có đẹp hay có gì thì nó vẫn không khiến mình cảm thấy hạnh phúc hay thỏa mãn hay thành công cả ừ vậy nên là lúc nào đôi khi là có những cái routine mình làm một thời gian mà mình quên mất cái kết quả mình kiểu uh, nên check lại ừ. đấy là một cái bài học em rút ra được làm thế nào để biết chắc là mình đang <laughs> mình đang muốn đến hồ gươm nước ngoài hồ tây ừ. em nghĩ là nên đặt ra giá trị mình mong muốn ừ. với em cái việc mà có cái năm cái giá trị đấy thì em có thể ưu tiên tất cả mọi thứ một cái cách rất là rõ ràng là ok cái này có đang thỏa mãn cái việc là Tôi hạnh phúc không hay là tôi sáng tạo, tôi kết nối, tôi phát triển không? Nếu như mà nó không thì có thể maybe đây không phải là cái điều mình mong muốn là mình nên làm việc khác. Hoặc là nếu mà nó đang chỉ thỏa mãn được uh, ví dụ uh, phát triển hay là kết nối mà nó không khiến mình hạnh phúc. Mình cố gắng connect ở trên social chẳng hạn, vừa phát triển vừa kết nối nhưng mà nó không khiến mình hạnh phúc thì mình có thể làm thế nào để mình hạnh phúc hơn? Có thể mình phải sáng tạo sao cho nó thú vị với mình hơn, ừ. những cái nội dung mình thích hơn thì có thể đấy thì đấy là cái cách em tư duy về cái việc là chọn kết quả sao cho nó phù hợp. Trước tiên là chúc mừng EP của em đã bốn yeah, bài EP nghe của em. rất là <laughs> nhanh hết đúng không? <cười> <cười> rất nhanh hết làm rất lâu nhưng nghe rất nhanh cảm giác <laughs> hụt hẫng của một người <laughs> hâm mộ em mấy lâu mà <laughs> không nhưng mà thôi tươi sáng là nghe rất cuốn vâng vâng đúng không nên mới thấy nhanh hết vâng à, và mọi người có nói chị thấy có ghi nhận định ở đây là tiêu đề nhạy cảm <laughs> tiêu đề rất nhạy cảm em thì không thấy nhạy cảm nhưng mà tất nhiên là chị không biết cái gì đến trước nhá mọi người hỏi em về tiêu đề nhạy cảm tất nhiên là em phải không thấy nhạy cảm rồi em mới đặt như thế chứ à, nhưng mà người đặt xong thì em nói là thằng yêu yêu là phiên bản cũ quá khứ của tôi yeah. là cái gì đến trước à không cái idea đấy là ngay từ ban đầu là à, một okay. cục luôn nó đến là một cục luôn ừ nó đến là ngày xưa em có em hay đi cắt tóc ở gần nhà thì cái chú ấy rất là thích nghe nhạc hải ngoại thì em được nghe ca khúc đấy ừ. là chị biết bài đấy không không bài đấy của anh trường vũ ừ là tại sao anh muốn giết người anh à, yêu rồi, 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 rồi. đấy thì lại <laughs> lần nào em đi cắt tóc em nghe cái bài đấy <laughs> lúc làm cái này thì khi mà nói về cái việc thay đổi bản thân hay là gọi là mình có thể vượt qua con người cũ của mình thì tiên em nghĩ đến bài đấy và em kiểu bảo sắc rét luôn là cho em làm bài này ừ. thì uh, chị tiên có có yêu cầu là không được dùng từ riết không <laughs> nhưng có một đoạn bíp ở trong đấy thì cũng <laughs> em cũng đấu tranh là đoạn này không bíp ờ. nhưng mà cuối cùng thì thôi vẫn bị <laughs> <vẫn> bíp <bị beep. cười> ừ. trước đây ở cái thời điểm mà ra ep bánh mì thì nó là một thời điểm thứ nhất là về mặt năng lượng em cũng là một cái người lúc em cũng khá chill cũng khá là êm đềm cũng khá là nhẹ nhàng bởi vì covid nên là mình cũng nhẹ lại cách ly ở trong nhà quá lâu nhưng mà sau đấy thì sau khi ra EP bánh mì và mình được đi diễn nhiều và mình được kết nối nhiều trên sân khấu ấy ừ. thì em rất là thừa năng lượng tình cảm mọi người dành vào và ừ. cái lúc mình đi lên sân khấu nó cũng cho mình một cái cảm giác rất là mới tại vì trước đấy thì thực ra là em không đi diễn nhiều nên là em cũng chưa có cái cái hưng hực cái 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 chiến đấy về mặt uh, về mặt biểu diễn thì đến cái lúc mà sau cái quá trình đi diễn được rất là nhiều rồi thì mình có quá nhiều năng lượng và bây giờ nếu mà tiếp tục làm nhạc chill thì nó cũng không đúng với nó con cũng, người vâng lúc ấy thứ nhất là nó à. không đúng với con người nhưng mà thứ hai nữa là em cũng nhận ra là cùng với chị tiên chị tiên cũng là một người sắc cho em là em có muốn làm nhạc năng lượng mạnh không bởi vì chị thấy cái điều đấy rất là hấp dẫn ở em và chị nghĩ là rất là nhiều những cái người theo dõi em những người fan em từ battle hay là cái những cái nhạc ngày xưa của em họ rất là muốn thấy cái ông Phúc Du đấy ở trong cái âm nhạc bây giờ. Thì đấy là cái điều khiến em có động lực để em làm cái cái mini album này, cái EP này, bởi vì thực ra là nó không an toàn, nó cũng không dễ dàng. Em đã mất rất nhiều thời gian để làm sao để có thể làm nhạc năng lượng mạnh nhưng mà nó không phải là những cái nhạc mà mọi người hay nghe ở trong rap, không phải là về những cái chủ đề quen thuộc, không phải chủ đề flexing về gái hay là tiền hay là xe mà cho người ta một cái thông điệp một cái gì đấy để họ suy nghĩ họ cảm nhận và họ có thể maybe có động lực từ cái đấy thì làm thế nào để làm được cái đấy mà nó vẫn năng lượng mạnh và làm năng lượng mạnh thế nào để mọi người còn nghe được chứ không phải là mạnh đùng đùng metal là là mạnh thì trong vòng khoảng ít nhất là 3 đến 4 tháng đầu tiên em làm dự án là em không biết em phải làm gì luôn em cứ thử hết cái này hết đến cái kia và đôi khi mình cũng nghĩ là kiểu hay là thôi mình lại kiểu comeback mình lại làm cái cái dạng nhẹ nhẹ kia cho đơn giản bởi vì dù sao đấy cũng là cái sẽ mình biết là mọi người sẽ rất thích và rất dễ tiếp thu nhưng mà em thì em rất thích khó, em rất thích thử thách thế nên là cuối cùng thì em đặt niềm tin vào và cùng với mọi người cũng đặt niềm tin vào thì làm xong được cái Median Boom và sướng Cái chị cũng thích nhất ở Phúc là trông thế mà nó không không bao giờ chỉ là thế mà. nó phải có thêm một cái layer và thực ra là nói chung trong ngành câu chữ đúng không và ngành kể chuyện ấy nó không phải là bạn kể câu chuyện gì mà là bạn kể bao nhiêu câu chuyện ở trong đây yeah, yeah, yeah. nó như một cái thực ra lúc đầu mình dùng cái hình ảnh cái hố nhưng mà thực ra nó là câu chuyện là cứ phải đào yeah. đào cho sâu tận cùng cho đến gọi là sâu thẳm vào trong lòng của tất cả những cái người mà có thể nghe và cái độ sâu của cái người có thể hiểu câu chuyện mình đã đào sâu ấy là nó là cái khoảnh khắc tri kỷ, ấy. Vâng, đúng vâng, không vâng. là một cái, cái người đấy chưa? trong đúng không là trong cái thế giới này có bao nhiêu người một người được hai người được mà hiểu cái điều tôi đang muốn chạm tới thì sì <laughs> nó, nó, nó có những cái phê mà chị, chưa là, là... Hmm. cái điều đấy cũng tạo ra cái sự khác biệt của em mà chị nghĩ là em cũng hơi bị under estimate tức là trong cái em có bị cái cảm giác là em bị em chưa được em chưa được đánh giá đúng mà trong cái thị trường này không em nghĩ là em chưa có cơ hội để kết nối đến với mọi người đủ nhiều một phần nó cũng là ở phía em là một thời gian rất là dài em không uh, hoạt động mạng xã hội thì uh, cũng không cho mọi người cơ hội để mọi người kết nối với em và những cái suy nghĩ của em và những cái uh, phần gọi là thực sự hấp dẫn ừ. ở phía của ông phúc du này ừ. thế nhưng mà em cảm giác là chỉ cần cho họ cơ hội để mà gặp em hay nói chuyện với em hay nghe em nói chuyện thôi thì chắc chắn là mọi người sẽ rất thích em em không có nghi ngờ gì về việc đấy cả. Ừ. Liệu mạng xã hội có phải là cách kết nối, thực ra là cách tiện nhất bây giờ? Chắc chắn. Có rồi. phải nhưng mà ví dụ như khi mà hỏi đến chuyện kết nối em nghĩ ngay là bởi vì em không active ở trên mạng xã hội. Ừ. Nhưng mà đấy có phải là cái cách duy nhất không để mà người ta biết đến em hay là? Em hiểu em hiểu. Ừ. Ý em là mọi người cũng mỗi ngày chỉ có 24 tiếng thôi ừ. và ngày xưa thì mọi người có ít nền tảng để mọi người chọn hơn và có ít người để nghe hơn ngày xưa có thể em nghĩ là không có quá nhiều KOL không quá nhiều người có gọi là sức ảnh hưởng và mọi người chỉ cần phải chọn lọc từ ba mươi nguồn thôi ừ. nhưng bây giờ mọi người phải chọn lọc từ hàng trăm nguồn ừ. thì mọi người có TikTok, mọi người có Instagram, mọi người có Facebook và bây giờ ai cũng có thể là một KOL cả. Và 24 tiếng đấy bây giờ nó quá quý giá. Ngày xưa mọi người có thể dành một cái thời kỳ đỉnh điểm xem YouTube nhưng bây giờ mọi người phải chọn giữa YouTube, Facebook, ừ. TikTok, ừ. Instagram, Threads <laughs> và cả ngoài đời nữa, ừ. TV <laughs> và cả ngoài đời, và là TV, trời, nó <laughs> phải Tôi nó phải bảy. thì uh, ừ. chọn cái gì thì uh, nó quá là khó nên là kết quả em mong muốn đấy là kết nối với được nhiều người nhất có thể và giúp được nhiều người nhất có thể thì uh, bắt buộc phải sử dụng những cái mọi người dùng nhiều nhất có thể. Ừ tuy nhiên cái mục đích kết nối của em nó cũng đang ở cuối cùng trong cái năm cái điều đúng quan rồi. trọng với em đúng không vì là em cảm giác nếu như em không hạnh phúc đang không phát triển đang không sáng tạo thì kết nối nó cũng không tốt cho những cái người em kết nối và sau này liệu nó có sẽ có sự điều chỉnh không có thể chắc chắn mỗi một giai đoạn em sẽ điều chỉnh và đặt những cái giá trị đấy khác nhau nhưng mà hiện tại em khá là hài lòng với cái thứ tự ưu tiên này ừ. và nếu mà theo cái đúng cái nhận định mà chị nghĩ là em đang là một cái nghệ sĩ mà chưa được đánh giá đúng ở thị trường. Cái điều đấy nó có làm cho em tức là nó có phải là một thứ mà sẽ thành mục tiêu không? Là uhm. để what if nhá, chỉ vâng, là nếu thôi. Vâng, vâng. Nếu là em ra nhà cũng rất là hay. Rõ ràng em cũng có một công ty quản lý rất là chuyên nghiệp đứng đằng sau. Người những người cũng rất là nhiều kinh nghiệm. Mà thị trường thì cũng đang rất là cởi mở với các rapper. À, tất nhiên là sẽ có cái đoạn thoái chào của những cái cuộc thi rap nhưng mà kể cả cái chuyện thoái trào nó cũng cho thấy một điều thú vị đúng không là rõ ràng nó đang rất nhiều nên nó mới có thể thoái trào nếu như mọi thứ đều có vẻ như thuận lợi thì tại sao mình lại chưa được đánh giá đúng ừ. em nghĩ là đấy không phải là mục tiêu em còn suy nghĩ trước đây em sẽ suy nghĩ về việc về underrated underdog đánh giá đúng được thấu hiểu nhưng em nghĩ đấy không phải là mục mục tiêu mà em em tin nữa không tin là đấy là mục tiêu có thể đạt được luôn uh -huh. À, em không nghĩ là mọi người có thể uh, có thể hiểu mà ai đấy không ai có thể hiểu người khác gọi là đúng như cái người kia mong muốn được em nghĩ là với nghệ sĩ nó còn hơn như thế vì thế giới của nghệ sĩ rất là phong phú và rất là um, đặc sắc và đa dạng thành ra là để mà khán giả có thể cảm nhận hết cái chiều sâu của tâm hồn người khác thôi chưa nói đến là tâm hồn của cái người nghệ sĩ thì nếu như người nghệ sĩ mong muốn cái việc đấy thì em nghĩ là sẽ không bao giờ hạnh phúc được. Ừ. Nếu mà mong muốn là mình làm nhạc ra, tất cả mọi người hiểu và tất cả mọi người đánh giá là đây là nó đúng như những cái gì mà mà mình kỳ vọng hay là mình bỏ công sức vào thì thì em nghĩ là nó sẽ rất khó để hạnh phúc. Em làm nhạc hay là em phấn đấu không phải là để được mọi người thấu hiểu, không phải là để được mọi người công nhận, mà là để 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 thực sự là cho em thứ nhất là cho em thấy mình phát triển, thấy mình được thỏa mãn thế mình được lớn lên và và tốt hơn khỏe hơn thông minh hơn giỏi hơn mỗi ngày và cái thứ hai nữa là dùng cái sự tốt hơn đấy cái phiên bản tốt nhất của mình đấy để giúp được cho ít nhất là ở cái 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 em hay em hay gọi là cái góc trái đất của mình ấy. nó sáng hơn một tí về cái ánh sáng của mình và thường thì một cái bài nhạc như thế nào của em ấy thì em sẽ cảm thấy rất hài lòng về nó nó làm được những cái nhiệm vụ gì <laughs> một bài nhạc em cảm thấy rất hài lòng em nghĩ là khi em làm xong mà em cảm giác như em đã nói được cái điều em muốn nói ừ. trước đây có những bài nhạc em làm xong mà em cảm giác thì em vẫn giữ lại một tí hay là em chưa có thể làm hết cái concept đấy ở trong cái khuôn khổ của cái cái ca khúc đấy thì em sẽ thấy không hài lòng lắm nhưng mà bây giờ ở thời điểm hiện tại thì với cái EP vừa rồi chẳng hạn mini album thì em nói được ở từng bài đăng xuất thằng em yêu em nói được về việc em muốn giết con người cũ em muốn phát triển ngủ đi bạn ơi bài đấy thì em mong muốn là người nào nghe xong bị khó chịu nghe xong sẽ bị <cười> <cười> nhìn lại bản thân cảnh hồi tỉnh đi thì nó có hiệu quả đấy đấy dùng cái đấy làm trong việc buổi sáng dậy sớm này chị nghĩ là các <cười> <cười> các ông các người sếp và các công ty có thể vâng uh, Nature collect ừ. và vm điện thì uh, nó đều nói được cái điều em mong muốn còn sau cái đấy rồi thì em phải để cho khán giả là cái người quyết định thôi ừ. là họ có thấy giá trị với họ không họ có cảm thấy gì không bởi vì em không thể quyết định không thể kiểm soát cái việc đấy và em chỉ có thể kiểm soát cái việc là em có nói hết những cái gì mình muốn nói ở cách em thấy thú vị nhất không ừ. à, đấy là cái mục tiêu từ cái đợt em làm ep trước đến bây giờ là nó giúp cho cái việc sáng tạo của em rất là thoải mái rất là vui rất là sướng ừ. trước đây nó có nhiều mục tiêu khác như là làm nào để nhiều người thích nhất chẳng hạn ừ. hoặc là làm nào để ca khúc này dễ nghe nhất hay là gì đấy thì nó cũng ok nhưng mà đến một thời điểm thì uh, thực sự là nó không có thể kéo dài được bởi vì nó rất là mệt và đấy không phải là những thứ mình có thể kiểm soát trưởng thành rồi <laughs> 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 ờ, nhưng mà em có nhiều điều muốn nói không em nhiều em nhiều um, thường nhưng... em đang đi đâu làm gì đấy như nào thì tự dưng em bảo là em em yeah. uh, những điều muốn nói trong hàng ngày hả? mà dùng đến nhạc để nói à nữa. nhiều nhiều rất Trừ... nhiều ừ. À, rất nhiều nên em mới chọn con đường này. Thì uhm. chị nghĩ người nghệ sĩ là đấy 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 là điều là có rất nhiều điều muốn nói và có một cái có một cái medium một cái công cụ một cái để công nói cụ ra. để nói ra. Uhm. Em nghĩ là rất là sướng nhưng mà cũng suy nghĩ cái đấy cũng có cảm giác rất là cái cảm giác chân quý như là khi mình biết mình có một cái gì gì đấy nó nó nó, nó rất là hữu hạn đấy. Thì uh, có một cái câu em rất là thích đấy là life is short Artist long, em không nhớ của ai, hình như là của một uh, nghệ sĩ người Nhật. Thì khi em nghe câu đấy em rất là giảm cảm thấy rất là rung động, bởi vì um, có rất nhiều thứ muốn nói. Mình có công cụ nhưng mà mình có bao nhiêu thời gian để nói và làm thế nào để mình nói nó thật là tốt? Có vẻ như không nhiều. Ngày xưa khi mà em mới viết thì em khá là ngây thơ nên em không bừa nghĩ đến việc đấy. Nhưng mà khi mà mình viết nhiều rồi mình nhận ra để nói về một chủ đề hay nói về một cái thứ nó thật là thuyết phục, thật là hay, thật là hấp dẫn và nó đem lại giá trị cho người khác thì nó tốn rất nhiều thời gian và công sức. Và cuộc đời mình nó sẽ chỉ được làm rất hữu hạn cái việc đấy thôi. Ngày xưa thì mình cứ nghĩ là có thể mình có thể nói hết tất cả những gì mình muốn nói làm tất cả những điều mình muốn làm trong cái nghệ thuật này nhưng mà có vẻ như là phải chọn lòng. Ừ. Điều gì đã khiến cho em thay đổi từ hai cái thái cực đấy? em sắp sang tuổi 30 mươi à <laughs> uh, thái cực nào ạ thái cực giữa việc là tôi có bao nhiêu điều muốn nói và tôi tin là có sẽ vẻ như hết. là tôi nói được hết nhưng đến bây giờ việc là ồ oh, không uhm. chưa chắc đã có đủ thời gian đâu thứ nhất là về cái khía cạnh uh, kinh nghiệm trải nghiệm thì uh, em làm đủ nhiều để biết là có ví dụ một cái điều mình muốn nói mình phải nói nhiều lần một câu chuyện muốn kể hay để phải kể nhiều lần thì mình sẽ dần dần biết là cái chi tiết gì nó nó đắt và Thi, thì một ca khúc em viết nhiều lần tự dưng em sẽ biết là phải viết cái gì về cái này nhưng mà cái quá trình đấy nó rất tốn thời gian còn viết nhiều ca khúc thì viết được nhưng mà để viết một cái chủ đề mà nó, nó thuyết phục với khán giả nó lại còn giải trí nữa xong rồi thì, thì nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian thì về cái mặt gọi là tính toán thôi thì là không 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 khả thi nhưng mà về cái thứ hai về cái mặt cuộc sống thì em, em có một người bạn À, trước đây em suy nghĩ về việc cuộc sống là mình sẽ được trải nghiệm một hành trình phiêu lưu mình sẽ có lên có xuống mình sẽ từ trẻ mình đến già và đến già mình sẽ nhìn lại và có cả một hành trình này mình đã làm được những cái điều này và nó sẽ có thành công và có thất bại bạn em thay đổi điều đấy bởi vì bạn em mất rất sớm bạn em mất trước khi kịp làm bất kể một điều gì trong cuộc sống trước khi tốt nghiệp đại học trước khi có thể ra khỏi công việc làm thêm và giúp cho một ai đấy bạn em học uh, học, học học y học thú y chưa giúp được ai chưa theo đuổi được đam mê chưa làm gì cả bạn ấy chỉ và lúc ấy tiên em nhận ra là thì ra là không phải là chúng ta sẽ có nhiều thời gian để, để 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 có đúng hay có sai hay có gì cả đôi khi cuộc sống mình sẽ và nó chả có ý nghĩa gì có nghĩa là chắc chắn là với cái người đấy nó sẽ có ý nghĩa riêng của họ nhưng nếu mà nhìn ở cái khía cạnh là câu chuyện hay là cái tổng thể dài hơn hay là những cái ý nghĩa mà thông thường xã hội hay nói thì chúng ta không có cái cơ hội đấy không có cái sự xa xỉ đấy và cái việc nhận thức về cái việc cuộc sống nó có thể ngắn đến mức nào nó cho em một cái động lực để em chân quý từng giây phút và và suy nghĩ thực sự thấu đáo về những cái gì mình cần làm và mình phải chọn lọc nó sẽ động đến một cái chủ đề nữa mà chị cũng có một đợt chị rất là đau đớn chị có một cái bị một cái tật là ví dụ như đây là cái chuyến du lịch và đây là ngày cuối ấy. chị không thể thưởng thức được cái ngày cuối đấy bởi vì chị biết là phải ra sân bay và tôi muốn cho nhanh giải quyết thì chị cảm giác như là à, cái đấy là cái em nhắc đến là buffet mình biết là hết nên là mình có thể enjoy một tiếng rưỡi đầu còn nửa tiếng sau là thôi mình và chị phát hiện ra cái điều gì khiến cho mình mình thực ra mình mình sợ bị hết quá đâm ra mình mất toi nửa cái tiếng này đúng mình mất toi cái ngày cuối cùng đấy đúng. chỉ vì mình chỉ vì mình muốn có trách nhiệm chỉ đúng. vì mình Ý yeah. thức quá rõ là nó sẽ kết thúc. Yeah. Em nghĩ là nếu mà mình biết nó sắp hết thì chỉ cần đơn giản là tôi không thể ăn hết cái chỗ ấy được. Tôi không có thời gian để ăn hết chỗ này nhưng mà tôi sẽ chọn là những món tôi thích nhất và tôi sẽ ăn những cái món đấy ừ. một cách uh, chân quý nhất, tận ừ. hưởng nhất. Thì uh, mình sẽ làm những dự án mình thấy hào hứng nhất. Mình sẽ viết những cái điều mình muốn nói nhất bởi vì ừ. đôi khi mình có 100 điều muốn nói nhưng mà có thể bi mình chỉ ừ. làm top 10 thôi. Ừ. Thì nên biết cái top 10 của mình là gì ừ. thì sẽ rất ok. Nó giống như kiểu thực ra đồ ăn á bây giờ tất cả mọi thứ đều là đồ ăn của mình đúng không? Mình đúng nói chuyện với ai, mình đọc sách gì, mình nghe cái sản phẩm nghe nhìn nào thì nó đều là thức ăn của tâm trí mình. Yeah. Và chị thấy là mình cái lúc mà mình đói ấy thì cái gì mình cũng ăn. <laughs> Nhưng mà lúc mà mình có nhiều sự lựa chọn ấy, và chị nghĩ là cái quan trọng nhất là cho mình rất nhiều cái sự lựa chọn. À mọi người hay nói cái câu là phải làm. Đi làm là phải đúng làm rồi, cái việc này việc kia. Thế chị luôn nói hoặc là bạn chị cũng nói chứ đi làm ở cái công ty to này cứ phải về vào lúc 7 rưỡi mà chị bảo là thực ra là mình luôn có sự lựa chọn mình có thể lựa chọn là bước ra khỏi cái công Đúng. việc đấy nếu mình phàn nàn nhiều như thế nhưng mà nó là sự dũng cảm thôi nó là cái việc là mình cho mình cái sự lựa chọn như thế nào nhưng mà đấy chị cũng đồng ý cái việc là chọn lọc là thứ mình phải rất kỹ về việc là mình dung nạp cái gì vào người cái bữa buffet đấy trong rất nhiều món tại sao mình mình vẫn đang ở đây, mình đã vẫn đang sống cái cuộc sống này mình chọn cái gì mình thấy ngon nhất thì mình hạn ăn. Đúng ăn. rồi, ngon nhất. Thì, thì có lẽ là sẽ nhưng mà nó vẫn đòi hỏi một cái độ gọi là cái độ tĩnh ở đấy, đúng không? Tĩnh và chọn ấy, chị nghĩ là cái cái sự chủ động đưa ra chọn lựa là cái thứ mà thường là mình thấy nó rất là dễ để nói. Nhưng mà trong một cái cuộc buffet và trong chỉ còn có nửa tiếng cuối cùng ấy, mình sẽ bấn loạn theo cái kiểu vâng của mình. Tuy nhiên em nghĩ là cái việc mà mình bấn loạn và đấy thì em luôn định nghĩa cái việc mà hoảng loạn hay là lo âu là nó xuất phát từ việc có quá nhiều lựa chọn ừ. và mình đang không chọn và cái việc không chọn nó là một cái gánh nặng. Ừ. Em nghĩ lựa chọn sai duy nhất là không chọn thôi. Ừ, Còn chọn rồi thì lúc nào cũng có cách để xoay, lúc nào cũng có cách để xoay chuyển. Không, không có sự lựa chọn đúng nhất đúng không? Vâng. Chỉ có mình biến cái lựa chọn đấy thành lựa chọn, thành, đúng, thành thôi. Lựa chọn đúng thôi. nếu kiểu mình yêu một người đôi khi là nếu mà mình cứ ngồi mình nhìn xem là điểm tốt điểm xấu ai là người tốt nhất thì ừ. có khi mình sẽ rất là mệt rất là đau đớn đôi khi ừ. mình cứ chọn một người và nếu mà không ok thì maybe mình stop mình dừng lại và nếu như mình ok thì mình lại tiếp tục ừ. Ừ. tìm cái điều tốt hơn ở trong cái người đấy và mọi lựa chọn cuộc sống em nghĩ đều như vậy ít nhất là cũng phải uh, chọn một cái gì đấy rồi mình sẽ xoay theo ừ. một cách dứt khoát thôi còn cái thời điểm mà em thấy đau đớn nhất hay là mệt mỏi nhất luôn là những lúc mà em đứng giữa những sự lựa chọn chọn từ quần áo hay là ừ, ừ, chọn ừ. đồ trên Shopee thì nó cũng như nhau, nó cũng là mình ngồi và nó rất là mệt mỏi, rất là khó chịu. Void Phúc em cung gì nhỉ? Em uh, 25 tháng 12, market. À, market. Market, Market. Chị là Thiên Bình, Thiên Bình còn khó chọn hơn em Vâng. <laughs> Lúc nào cũng ở giữa và và luôn đã chọn rồi là luôn thay đổi. Vâng. Luôn nghĩ là che rồi. Hay là sai rồi và sợ đến gần đây chị mới học được cái chuyện là đã chọn rồi ấy thì biến nó trở thành sự lựa chọn đúng. Yeah. Còn cứ hay ngồi xong đứng núi này trông núi nọ không nhìn đâu. Nhưng mà em nhắc đến yêu đúng không? Nên là mình sẽ hỏi về chuyện yêu. Được chứ. Em biết yêu uh, viết về chuyện tình yêu cũng nhiều phết đấy. Vâng. À, tình yêu uh, Tình yêu có nghĩa là gì? <cười> <cười> tình yêu với em em cảm giác là một cái gì đấy mình sẵn sàng chiến đấu với nó thôi đấy là định nghĩa của em. Nếu như mình cảm thấy mình có thể chiến đấu vì nó, thì uh, thì có nghĩa là mình yêu nó. Còn nếu như mình không sẵn sàng chiến đấu với nó, dù là một ý tưởng hay là vì một người nào đấy hay là một điều gì đấy thì chứng tỏ mình không đủ yêu nó. Ừ. Thế thì cho chị hỏi tại sao những cái người thanh niên tuổi của em cứ viết những cái bài về việc việc là anh không yêu được em, anh tức là luôn nhìn thấy một cái sự giới hạn của một cái chàng trai vâng. đứng trước tình yêu luôn cảm giác là mình không đủ tốt cho người mình yêu hay là mình đã không đủ yêu em nghĩ là thứ nhất là người ta không yêu đến vậy ừ. nhưng mà một cái nữa thì uh, nó là một cái nói chung là nó là một cái sự uh, an ủi vỗ về rất là tốt đấy là mình không đủ khả năng ừ. nó là do hoàn cảnh ừ. nó là do Đổ là cho số phận số không? <laughs> phận nó là do nên là anh không thể không thể ở cạnh ừ. em không thể chăm lo cho em nhưng mà đôi khi cái sự thật phụ phàng hơn đôi khi là anh không đủ yêu em để anh để anh phải thay đổi anh yêu anh hơn là đây anh là sự yêu thật, em đúng không đây là sự thật đúng không? <laughs> Thì đấy, là... đây là... chân lý của <laughs> mọi đàn ông trước tuổi 30 đúng không? Thì đôi khi nó là anh yêu anh nhiều hơn là anh yêu em và anh không muốn thay đổi để anh phải để anh có thể chăm lo cho em tốt hơn chẳng hạn. Ừ. Thì em nghĩ đấy là một cái góc nhìn mà cũng khá là ok vì mỗi người đều có một cái cách để yeah. thích nghi với những cái điều mình trải qua và những cái tiêu cực trong cuộc sống. Chị thấy nhiều cô gái sẽ vỡ tim cái biết sự thật này đấy. Là... Em nghĩ phụ nữ lúc nào cũng biết. Chỉ là họ có không chấp nhận tin. hay không thôi. Họ không có... muốn tin. Có muốn tin hay không, chị em nghĩ trực giác phụ nữ rất là đỉnh. Nên là khi có một chàng trai nói rằng là anh không đủ tốt cho em, thì thực ra là bạn không đủ. <laughs> thì thực ra là người ta yêu người ta hơn thôi. Ừ. Nhưng mà vẫn có một cái concept mà chị nghĩ là đàn ông nhé, đặc biệt là đàn ông rất là hay bị ở trong cái ngã ba đường đấy. Cũng như em nói là nhiều khi cái khó nhất và đau khổ nhất là cái việc không biết lựa chọn cái gì nhưng mà đàn ông rất hay đưa cho mình là tình yêu và sự nghiệp. Hai cái thái cực và họ luôn nghĩ rằng là có sự nghiệp trước rồi mới có tình yêu. Vâng. Cái điều gì khiến cho đàn ông được thiết kế kiểu như thế nhỉ? <laughs> Tại sao không có cả hai một lúc? Uhm, em nghĩ là về uh, phân bổ nguồn lực. <laughs> phân bổ nguồn lực giống như ở chơi game ấy. Tự nhiên là phải đi khai thác mỏ xong rồi mới có thể xây nhà <laughs> nuôi dân ấy. Mới có thể đẻ ra ra dân ấy. Thì... Um, Em nghĩ đấy là cái tư duy của của đàn ông nó cũng khá là um, đấy phải có nguyên liệu thì mới có thể sản sinh ra cái này. Nhưng mà em nghĩ là nó cũng uh, hơi hơi có tí gọi là bị ảnh hưởng bởi truyền thông nhiều. Nên là bị ảnh hưởng bởi mã gen em ạ. Mã Tức gen à? à. Đúng thì rồi. Ý... Tức là ngày trong mình... gen của mình là vâng, vâng. đàn ông cứ phải lao ra ngoài chiến đấu mang thức ăn về. Ừ. Đúng không? Sau vâng. đó thì cái việc là đã có người phụ nữ ở nhà sẽ giúp cái việc là mình tiếp tục reproduce ra những cái lứa người mới. Vâng. Cho nên là cái đấy nó như kiểu một cái thôi thúc trong gen của đàn ông. Vâng. Là... À, sinh sản và sinh tồn đúng không? Ừ. Đấy. Hai nhu cầu cái. cơ bản. Ừ. Nhưng em có tin là mình có cả hai được một lúc không? Chắc chắn rồi. Em nghĩ chắc chắn là có thể có cả hai được. Đấy là chuyện quá bình thường. Trong tuổi trẻ? Trong, lúc trong còn tuổi trẻ. trẻ, trong lúc còn trẻ. Trong lúc sự nghiệp chưa Trong lúc còn trẻ. có vẻ như là... Đôi khi lúc đấy là lúc cần tình yêu nhất. Ừ tình yêu sẽ giúp mình vượt qua những cái đấy trong sự nghiệp có Chị một người cần highlight cái điều đấy cho chắc chắn rồi cho đàn ông <laughs> nếu như mà mình có một người mà mình mình yêu và mình muốn chiến đấu để bảo vệ người ta thì tự nhiên mình mạnh hơn tự nhiên ừ. mình khỏe hơn ừ. khi mà mình bảo vệ một người khác mình sẽ khỏe hơn là mình chỉ bảo vệ mình thôi thực sự là như vậy nếu như mà ví dụ mẹ mình hay người yêu mình mà đang ở trong cái tình huống khó khăn hay là cần cái gì đấy ở mình chẳng hạn đảm bảo luôn là cái người đàn ông ấy tự nhiên bật một cái chế độ khác hay là như nhiều người bạn em khi mà tự nhiên đột nhiên có con hay là có vợ trước đây nó là một thằng đi chơi với em về ngồi uống trà đá phải tam tiếng liền tiếng nửa nó có thể cái đi trách làm đúng không? đi làm một ngày 10 tiếng xong rồi là không thấy kêu ca thì vẫn vui vẻ vẫn cười để chứng tỏ là tình yêu là một cái động lực rất mạnh và nó tốt cho sự nghiệp. Ừ nên có một tình yêu trong khi mình làm sự nghiệp cho, cho dù đấy là yêu yêu tình yêu nam nữ hay là đấy là một tình yêu về gia đình hay bạn bè hay là yêu chính cái đam mê của mình thôi nhưng mà phải yêu một cái gì đấy chứ còn nếu không nó không quốc sự nghiệp như thế thì nó chỉ là một trò chơi như kiểu điện tử sen tính điểm thôi nghe nói kiểu này chứng tỏ đang <laughs> không em lúc nào cũng yêu em lúc nào cũng trong tình yêu chị thấy em làm rapper cũng tiện thật đấy. <laughs> một số người thì là đúng không? Cưa, chủ yếu bọn em, bọn em tán tình giỏi lắm. Uhm, cũng bình thường. Có chữ nghĩa. Thế cũng à? bình thường, cũng bình thường. Chưa có ai tán được bằng rap. Yeah, là một sự thật. Chưa có một rapper nào tán được gái bằng rap. Em. Sao em, biết? em khá tự tin bởi vì thằng nào mà làm được chắc bây giờ nó phải khoe lắm rồi. <laughs> Trong suốt bao nhiêu năm đấy em gặp tất cả những cái từ anh lớn cho đến những cái bạn trẻ là chưa thấy ai bảo là có bài rap này rap gửi tặng cho một cô gái xong rồi cô ấy bảo em yêu anh thì là chưa có <laughs> nếu mà maybe gián tiếp nhất thì là sẽ đăng một bài lên và sau có bạn sẽ là người hâm mộ và xong rồi dần dần có kết nối tình cảm nhưng mà nếu mà để là không thể ăn liền được. <laughs> gửi một bài rap cho một bạn nữ mà xong rồi bạn ý trở thành người yêu thì đấy là ừ. đấy là chỉ ở trong viễn tưởng thôi ừ. à. nhưng mà cái đấy mọi người đều mơ đúng không có mơ à. thì cũng mơ nhưng mà hiện thực nó phũ phàng chị <cười> <cười> bây giờ nó sẽ có anh anh hát cho em nghe ừ. đấy thì là tình cảm à. trời ơi tưởng tượng đứng dưới ban công nhà cô gái romeo lại rap yeah thì <laughs> 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 đấy nếu mà là kiểu không 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 quốc không quốc ban ban đêm ban nhưng đêm. em đã thử chưa chắc chắn là không rồi chị bây giờ anh rap cho em nghe nhá <laughs> để anh đã sớm thằng <laughs> lãng mạn không chị nếu mà một chàng trai làm thế với chị ừ. thứ nhất chị sẽ không tin thì đấy tại vì á cái chuyện viết rap nó là nó rất là nhiều thứ ở trong đấy đúng không hồi xưa chị đã gặp những cái người mà viết thơ đập cửa xong ném bài thơ vào hồi xưa là như rồi, thế đấy bây giờ là rapper oh. là đúng không <laughs> tại vì về bản chất là toàn là các nhà thơ mà nhưng ngồi đấy chị không thể chọn người đấy được bởi vì sai vần <laughs> là viết vần sai à chị cũng học à em biết về luật vần mà em thấy thơ nó giống như kiểu em thì chả biết có một thời nó có một cái trend mà cứ sai tách cả vần ra thì nó cũng buồn cười thật đấy nhưng mà nó không thể lưu truyền mãi mãi được no. nó vẫn phải là một cái craft và vâng. thực ra người ta lại hay quan niệm là cái cái craft là dồn nhiều tâm sức mà tiền tót quá thì nó không phải cho mình nó cho, nó cho một cái gì đấy lớn, gì hơn. Gì đấy lớn ừ, hơn nó không thể cá nhân được em hiểu nhưng mà thần thường thì các bác nhạc sĩ cũng nhạc biết. nhạc sĩ cứ có tí giai điệu và nó 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 khác hơn à, thế đấy, à. À. Rap vâng, thì vâng, vâng, khó khăn hơn à Nếu mà rap melody thì maybe vẫn được. Ừ. <cười> <cười> rồi thế không thể dùng để cưa ngay được nhưng mà em cũng dùng để làm gì đấy với người yêu cũ <laughs> à ngày xưa người đấy có biết câu chuyện đấy không? Ừ. tất cả người Chắc yêu biết. tất cả người yêu cũ tất cả những người cũ của em đều 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 biết em đều người đều nghe và em nghĩ là ai cũng nghĩ là những bài hát đấy dành cho họ. Thì đấy là một điều em thấy cũng rất là thú vị. Rất là thích. Bài đấy bài gì ấy nhỉ? Bài... Nhiều, nhiều. Rất nhiều. Thật à? Không phải một bài à? Nhiều. Thì uh, em nghĩ là viết nó nên có một cái cảm hứng từ cái cuộc sống của mình. <laughs> Nhưng mà thường em sẽ viết là lúc mà đã thành yêu cũ rồi hay là đang bình thường? Chắc là cả hai. Tuy nhiên là uh, những cái bài mà có những cái tâm sự hay câu chuyện đến từ những người cũ thì cái hồi em còn rất trẻ thì em nghĩ là em muốn viết cái bài đấy và họ sẽ đôi khi nghe họ sẽ cảm thấy bị khó chịu hay là đi đâu cũng nghe bởi thấy. vì là thứ nhất đi đâu cũng nghe thấy thứ ừ. hai là câu chuyện của mình cũng không ai nhưng mà sau đó em thấy ai cũng có vẻ khá là enjoy <laughs> họ cũng khá là thích cái việc <laughs> khá là thích cái việc đấy thế là em cũng kiểu ok ừ đúng không chị thấy vào trong quán cà phê xong nghe bài này xong bảo bài này viết bài này với tôi, với tôi. Đấy. <laughs> tuyệt vời ừ. Cũng là... là một danh <laughs> hiệu cũng hay đấy yeah yeah yeah, yeah em cũng chắc là cũng cũng, cũng không 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 bị access me ừ. <laughs> thế là cũng <laughs> không biết nói như nào ừ. trong cái concept về hạnh phúc và cái sự cái sự rất là quan trọng trong cái việc xếp hạng hạnh phúc ấy tình yêu đóng vai trò như thế nào vậy em ừ. nó giúp đóng góp gì vào cái concept hạnh phúc đấy tình yêu là cái cái lý do để mình đi tìm rất nhiều thứ trong cuộc sống và trên cái con đường đi tìm những cái đấy thì mình sẽ có rất nhiều hạnh phúc thì đấy là cái em suy nghĩ về cái vai trò mà tình yêu đóng góp cho hạnh phúc và chắc chắn rồi tình yêu chính nó cũng đem đến hạnh phúc yêu mình hay là yêu bất kể một cái gì thì nó là luôn là một trải nghiệm rất là gây nghiện ừ. em có nghe một cái bài hát thì nó có một cái câu là love is just a drug from god Ừ. thì em rất là đồng ý với cái việc đấy là em kiểu ok có thể cái này là một cái thứ mà nếu như có thượng đế hay là nếu mà có ông trời tạo ra thế giới này thì đấy là một cái họ sinh ra cho con người để mà họ sung sướng và tận hưởng ừ nhưng em có bao giờ bị suy không vì tình yêu không vật vã em nghĩ chắc chắn là ai cũng có em cũng có rất nhiều em có rất là nhiều nhưng mà qua thời gian là mình học được cách nhìn nhận nó tốt hơn thì ừ. thì khó để em suy tình yêu lắm khó, à? khó 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 rất khó Um, em nghĩ mình suy về tình yêu vì đôi khi chủ yếu vì mình có một kỳ vọng mình nghĩ là mình phải có cái này mình nghĩ là mình xứng đáng với cái 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 điều này từ người ta hay là điều này từ cuộc sống mà nó không công bằng khi mình không được có những cái này hay là cái này nhưng mà nếu như mình nhìn nhận được những cái điều may mắn mà mình có được thậm chí chỉ mình được sống và mình có cơ hội để được trải nghiệm những cái đấy thôi để được trải nghiệm cái việc tỏ tình với một người bị từ chối thôi ừ để được trải nghiệm cái 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 cảm giác mà thậm chí là có một người để mình thích thôi ừ. thì nó đã là may mắn lắm rồi công nhận công nhận đúng rồi chứ còn không nhất thiết phải là <laughs> một cái người hay đo cái độ hạnh phúc của chị là thầy minh niệm à thầy minh niệm nọ nhìn thấy chị bảo chứ Sao trông tươi đấy thì <laughs> bảo ôi em, tối hôm trước vừa thất tình thôi nhưng à. mà mình thấy vui mà đúng rồi <laughs> cái chuyện mà đúng là đúng là sự kỳ vọng nó là thứ nhiều khi rất là nguy hiểm đúng rồi. cho mình Đấy. thất tình nó cũng rất vui thất tình có thể rất rất vui ngày xưa khi em viết nhạc em đôi khi em cũng thấy thất tình nó là một cái liều thuốc rất là tốt để ừ. sáng tạo trong ba ừ. ngày tạo. đầu tiên bị thất tình thì đảm bảo là ông rapper nào viết nó hay <laughs> viết hay lắm viết cả ngày viết 12 tiếng luôn <cười> <cười> cái câu vậy là ờ, nó là cái chỗ để chút vào mọi vâng, và thứ mà tự, tự dưng bị dỗi phát viết nhạc hay ừ thế nên là em nghĩ là nó là quan trọng góc nhìn với với những người mà đang tìm một bài hit chẳng hạn có thể là thất tình ra sướng đây rồi cả album hit chứ <cười> <cười> Còn trong uh, rap việt cũng có vài vài anh giai suy xong rồi ra được nhạc rất là hay. Uhm, chị muốn nói đến một cái uh, vấn đề nữa là ví dụ với những người mà ra nhạc cũng đã nhiều như em nhé. Em để lại một cái một cái định nghĩa về em đúng không? Những cái người có thể không biết em một tí gì nhưng mà qua âm nhạc của em ấy, họ cũng cảm thấy là tôi biết cái anh Phúc Du này, uh -huh. tôi biết anh Phúc nhưng mà tôi biết chắc cái anh Phúc Du này. Còn yeah. chưa kể đến việc là em tạo ra rất là nhiều những cái Uh, nhân dạng ở trong đúng không lúc thích chửi tôi thành người khác lúc thích hiền chiêu mainstream yeah, tôi thành yeah, người khác yeah. tức là cái cái độ đa dạng này đấy nhưng mà nó đều được ghi lại nó đều được đóng gói thành các cái ca khúc có nhạc và có cảm xúc ở trong đấy em có phân biệt được là đâu là cái footprint các cái dấu ấn của em là chỉ nhạc thôi và đâu là em không hay là cái mối quan hệ giữa em với tư cách là phúc và cái người nghệ sĩ mà để lại bài nhạc rồi có các bài nhạc mọi người có thể access rất là dễ dàng hai cái version này nó như thế nào em nghĩ là giữa hai cái phiên bản đấy hay là hai con người đấy thì nó khá là gần nhau ừ. nó vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu nhưng mà với em thì cái điểm mạnh nhất là nó rất là thật ai mà thích cái ông phúc du ở trên nhạc thì sẽ thích cái ông phúc du ngoài đời này gặp em ngoài đời sẽ rất thích ừ. thì đấy là cái điểm cộng ừ. em 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 rất là tự hào về cái việc đấy chị sẽ hỏi tiếp tại vì hôm qua chị cũng đọc một cái câu chuyện là uh, Stalin là một cái uh, uh, nhân vật cũng khá là nổi tiếng trong lịch sử đúng không? Thì con trai của ông Stalin có có dùng cái tên cái họ của ông ấy à. để mà đi làm chuyện linh tinh thì ông ấy mới nói là không được làm như thế nữa thì người con trai nói là nhưng mà họ của con là Stalin mà thì ông bảo là kể cả bố lẫn con ấy đều không phải Stalin Vâng bởi vì là xa lên là một người khác, uhm. à, tức là để vĩ đại được những người đấy hoặc là làm những cái điều mà nó kinh khủng thì họ không còn là họ nữa. đúng rồi. Ừ. thì hai cái version này mình sẽ đều xuất phát điểm mà chị nghĩ là khi có một cái version khác của mình ấy, thì mình sẽ hiểu là mình sẽ mình sẽ thấy vẫn là mình đấy. thế nhưng mà để đầy nó thành một cái sự vĩ đại, vâng. một cái sự thì nó phải thoát ra khỏi cái version. Của đúng mình. rồi, đúng rồi. Ừ. chắc chắn. Yeah, yeah. đấy là cái phần điểm yếu em nói đấy là thực sự là phải tách ra. phải tách ra thì mình có thể làm được nhiều hơn nghệ sĩ nào cũng vậy thôi um, dần dần thì cái tên đấy nó trở thành một cái lối sống nó trở thành một cái tư tưởng nó là một cái cách suy nghĩ nhìn nhận một cái hệ giá trị và nó không còn là cá nhân của người đấy nữa thì em nghĩ đấy là một cái bước ở trong cái sự nghiệp người nghệ sĩ mà nếu như mà thực sự yêu nghề và yêu làm cái việc này thì ai mong chờ đến cái đoạn đấy tức là em sẽ chọn đó. là cái version mà nó sẽ có thể nó lớn hơn cực đại hơn và có khả năng nó nuốt chửng cái version thật của mình à không nó không thể nuốt chửng được bởi vì lúc nào em cũng có em nếu em cần gặp trương anh phúc em cần đấy em cần ừ. có cuộc sống của bạn đấy em cần có suy nghĩ đấy thì em cũng có mà ừ. nhưng mà nếu như mà cái kết quả em mong muốn là đó giúp người khác thì cái phần này nó giúp được hơn nếu như mà nó chỉ là một cái ý tưởng thôi mà nó giúp được mọi người thì yeah sure, why not giống uh, gì nhỉ em thích batman hay là yeah yeah, nó ý tưởng của của cái việc là um, trở thành một cái người lúc nào cũng có thể chiến đấu với những cái điều uh, gọi là xấu xa hay là giúp được những cái người yếu hơn chẳng hạn thì nó chỉ là một ý tưởng thôi chứ còn không phải là Bruce Wayne thì em nghĩ là em khá là fine với việc là mình là Bruce Wayne và ừ, đây có và ông Batman nhờ, đây Batman nữa. mình sẽ tự hào chứ chị thấy rất hay ở em là em rất là lạc quan <cười> 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 khi mà chị đang đến từ nuốt chửng nhá thì chị lại có một cái ví dụ nữa là cũng có một cái ông diễn một cái nghệ sĩ múa ballet mà cái độ mà nhảy cao của cái người đấy ấy, là người ta nói rằng là cái nghiên cứu cái cơ thể bình thường là không cách nào mình nhảy cao được như thế hết vâng thì mọi người mới hỏi là thế cái khoảnh khắc đấy như thế nào mà. Anh hay chị lại có thể nhảy cao được như thế thì người đấy trả lời là tại vì khoảnh khắc đấy tôi không phải là tôi. Đúng. Nếu tôi là tôi thì tôi sẽ không bao giờ nhảy. Đấy thì có sự cái sự nuốt chửng nghe nó hơi nó hơi cực đoan nhưng nó sẽ có một sự biến mất của của cái tôi bình thường của mình. Vâng. Nhưng mà chỉ trong lúc đấy thôi. Yeah, em nghĩ quan trọng thời gian bao lâu nếu như mà nó nuốt uh, 24 mươi trên 7 kiểu 365 ngày thì, <laughs> thì hơi em ghê. sẽ không chọn em có chọn không uh, em nghĩ là không em nghĩ là không còn uh, nếu như mà nó chỉ là trong một cái thời gian nhất định trong ngày thôi mình vẫn ừ. có thời gian cho mình thì uh, rất ổn rất rồi ờ, thì quá ổn quá, rồi quá ổn luôn sướng ấy best <cười> <cười> both đua hanna trong... montana <laughs> trong hai sự lựa chọn tôi sẽ được lựa chọn điều uh, thứ ba có một có một người em em uh, em rất là học được cái tinh thần đấy đấy là Kobe Bryant. Ừ. Kobe Bryant thì có Black Mamba là cái nhân cách thứ hai. Ừ. Ông ấy cũng trả lời y hệt như cái điều chị nói đấy là đến một lúc tôi nhận ra là nếu như tôi là tôi, tôi là Kobe Bryant đi ở trên sân tôi không làm được những cái điều đấy. Tôi có quá nhiều lo lắng, quá nhiều cái tôi, quá nhiều cái vấn đề khác. Nhưng mà nếu tôi là Black Mamba tôi không có tất cả những ừ. cái đấy. Tôi chỉ có cái sự tập trung vào cái sàn đấu và cái cái khả năng của mình thôi. Ừ. Chị cũng muốn dùng cái này không chỉ để nói hiểu về chuyện là làm nhạc hay làm nghệ sĩ chị nghĩ trong cuộc sống của mình ấy mình cũng hay bị đóng những cái vai như thế yeah. đôi khi cái sự kỳ vọng của bố mẹ mình gia đình mình xã hội yeah. chính là chính là cái việc là muốn mình vĩ đại nhất có thể muốn mình thành công nhất có thể thậm chí phải nuốt chửng cái người thực sự mình là ai yeah. thì chị nghĩ cái sự tỉnh táo của việc là các cái nhân dạng của mình nó đi ra đi vào nó tùy vào cái mục đích vâng và, và chắc là cần nhất là cái sự tỉnh táo nữa bởi Nhân, vì em em đúng không em nhắc được cái sự cái 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 việc đi ra đi vào để ờ, tại vì chị nhìn thấy là nó cũng từ đến từ cái con người của chị nữa là có những cái thời trẻ mình 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 nghĩ rằng là mình nên bị nuốt chửng mình nên trở thành một cái version mà cả xã hội lẫn gia đình có thể đang kỳ vọng và mong muốn mình trở thành và mình chỉ cần mình chỉ cần cái phiên bản đấy thôi Vâng. nhưng mãi sau mình mới biết là nâu no, có một cái phiên bản khác mà mà mình cần hơn cho chính mình và có thể là nó đi ngược lại sự kỳ vọng của những người khác nhưng không sao lâu lâu mình đóng vai này đóng vai kia vâng cái điều gì khiến cho em biết là em có khả năng linh hoạt giữa hai cái nhân dạng này ừ lúc nào mà phúc du bây giờ em có nhiều cái nhân dạng nên nó em hiểu, rất là dễ em hiểu. chọn ờ ừ, cái độ tỉnh nó nằm ở đâu để em biết là em sẽ không đóng cái vai diễn đó suốt cuộc đời này Em nghĩ là cái điều quan trọng là em không đặt nặng cái vấn đề là phải diễn phải diễn vai nào. Có cái câu um, thế giới là một vở diễn ấy thì em có add thêm một cái vào cái cái câu đấy đấy là thế giới là một vở diễn thì hãy làm sao đâu? cố gắng để diễn một cái vai bạn thật là yêu, một cái vai là bạn thật là thích bởi vì không cách nào để không diễn cả. Ừ. Kiểu gì mình cũng sẽ 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 diễn khác nhau ở với bạn mình ở với gia đình mình ở với những người xung ừ. quanh và ở với mình lúc nào cũng làm người khác nhau thỏa mãn những nhu cầu khác nhau và nếu như mình nghĩ là mình phải không diễn thì mình hạnh phúc thì hơi khó e là hơi khó ừ. thế nên là em nghĩ là em luôn sẵn sàng diễn một cái vai gì đấy ở bất kỳ một nơi đâu bởi vì nó sẽ nó sẽ ừ. rất là ok ừ. diễn rất là vui uh, quan trọng là cái vai đấy diễn mình phải yêu là một nên thứ hai là nó giúp được những cái nó đem điều tích cực cho người khác là tốt nhất lúc mà em đang bắt đầu nói chị nghĩ về việc là nếu không quan trọng là có nhiều vai diễn thế tại sao em lại phải tạo ra nhiều <cười> <cười> nhiều cái cái cá tính như vậy ở trong thế âm nhạc ừ. nó, 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 nó vui rất vui nó rất thú vị <laughs> nó rất là hấp dẫn nó rất là thích ừ. uhm, nếu như mình được làm một siêu anh hùng mà mình mong ước thì mình có muốn làm xong thì câu trả lời em nghĩ là rất nhiều chàng trai là có ừ. nếu như bây giờ bạn được làm Batman hay là Superman thì sao thì nếu như mà cái 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 vai diễn mà mình mong ước trong cuộc sống cái con người mà mình mong muốn trở thành trong cuộc sống nó mình cũng suy nghĩ và mình nhìn nhận cái con người đấy nó ngầu như thế cái ông phúc rủ ở trên sân khấu này tôi cũng thấy nó ngầu như là mẹ Bruce Wayne là Batman ấy, ừ. thì khi mình nhìn cái vai diễn đấy nó là một cái gì đấy nó giúp được cho người khác, cũng như là Batman giúp được cho những người ở Gotham, thì ừ. mình tự nhiên mình sẽ thấy là tôi muốn được diễn vai này, tôi muốn được diễn vai này nhiều hơn, tôi muốn được diễn vai này tốt hơn. Đấy là, đấy là cách mà em em nhận ra là nó rất tốt để cho mình yêu những cái vai diễn của mình. Còn nếu như mà ngay từ ban đầu mình nhìn cái vai đấy là, ôi một cái gánh nặng, tôi phải hy sinh hạnh phúc của bản thân, ừ. tôi phải hy sinh giá trị của bản thân để tôi là cái người mà tôi phục vụ cho người khác thì nó không bao giờ work cuối cùng mình sẽ khó chịu và mình sẽ sẽ từ bỏ và mình sẽ không thể làm được có những cái lúc mà em suy nghĩ về cái việc này rất là nhiều và nó gây cho em rất là nhiều áp lực vì là thực sự là mình không biết là mình phải là ai mình sẽ là ai mình cần là ai trong cái cái cuộc sống này mình cần là cái ông phúc du chiến này hay là mình sẽ là cái ông phúc du mainstream tình cảm này hay là mình sẽ là trương anh phúc hay là mình sẽ là như này như kia đâu là cái mà mình nên là mình nhận ra mình không nhất thiết phải phải chọn chỉ có trẻ con mới phải chọn thôi <laughs> thế, giới... Chỉ trẻ con lại chọn? thế giới người trưởng thành có tất cũng được <laughs> chọn đáp án D, tất cả đáp án trên ừ. thì khi mình chọn rồi mình sẽ tìm được cách để mình yêu tất cả vai diện đấy và mình làm tốt tất cả những cái đấy ừ. em nghĩ vậy và lúc nào thì em nghĩ ra điều này à, thì lúc khủng hoảng nhất ừ. cái lúc mà covid yeah, cảm ơn covid à, nếu như mà không vì cô ấy tôi đã <laughs> nếu không có covid thì em nghĩ là em sẽ không ở đây không ở đây vì um, em rất áp lực trong cái thời gian đấy em uh, từ underground và có một cơ hội lên mainstream và có cơ hội được làm với những người giỏi nhất và học từ những người giỏi nhất và khi mình lên thì nó thực sự bỡ ngỡ là một thế giới khác nó không hề giống những cái gì mà mình kiểu biết trước đây tất cả những cách thức trước đây chiến thuật trước đây nó không quốc ở cái giai đoạn này nó không còn hiệu quả nữa nó không cho mình những kết quả mong muốn và lúc em bắt đầu nghĩ là Ok, thế bây giờ phải làm thế nào em phải cảm ơn covid bởi vì nếu như mà không có covid thì em trong cái áp lực đấy em nếu em có đứng ở, ở thật nhiều sân khấu và có nhiều cơ hội để giao tiếp thì chắc là em đã đã có một cú crash chắc em đã có một cú breakdown uh, ở ở trên một cái sự spotlight ở trên một cái ánh đèn sân khấu và mình sẽ toác ừ, rất là may đúng bởi không cơ hội không để đi diễn không <laughs> <một> cơ hội <laughs> để không cơ hội <laughs> để nói gì cả nên ừ. là mình kiểu có thể xử lý cái đấy bên trong mà ừ. mọi người nhìn bên ngoài thì mọi người thấy em rất là ổn nhưng mà thực ra là cái thời gian đấy là một thời gian rất là quý báu để em uh, xử lý những cảm xúc bên trong và, và chọn cho mình những cái niềm tin và góc nhìn như bây giờ. Ừ. Chị rất hiểu cái điều em nói. Nó giống như cái câu chuyện vừa rồi đã kể là quay ngược ở bên trong nó chỉ có bốn dặm thôi nhưng mà đi rất xa, <laughs> rồi nó, nó rất là xa. Và chị phát hiện là hầu hết có những cái khoảnh khắc mà chúng ta hơi bấn loạn một chút và chưa kịp có cái sự tỉnh táo là mình làm mọi thứ ở phía bên ngoài chứ không đúng phải rồi, đúng là rồi. giải quyết những cái thứ ở bên trong. Rất nguy hiểm và cái đôi khi cái may mắn là lúc ấy kiểu à. ông trời không không cho mình làm <cười> không <cười> ông cho ra đường không cho gặp ai không cho ra đường, không cho gặp ai thì mình đỡ lộ cái đấy và mình đỡ ảnh hưởng đến đến những người xung quanh và cả mình ừ. kỳ lạ là chị cảm nhận được cái điều đấy trong cái giai đoạn đấy luôn ấy. vâng về em ấy à, yeah, yeah. chắc chắn lúc đấy thì em mình ở trong cái trạng thái đấy thì mình sẽ nghĩ là không ai biết nhưng mà sau này khi mình ra rồi thì mình nhận ra cái đấy nó rất là dễ nhận ra ai cũng cảm nhận được có cái gì em chưa bao giờ làm không? có cái nhân dạng nào mà uh, <laughs> chưa từng biết chưa bao giờ làm à um, phục vụ content creator, <laughs> phục vụ uh, vlog kiểu đấy, đại khái là làm nội dung và rất là talkative, rất là hướng ngoại, rất là nói chuyện nhiều, rất là rất ừ, trình Em có rất khả là... năng mà, uh, yeah yeah em em biết, thế nên là <cười> <cười> em mới bảo là, wow, ok xin lỗi <laughs> em chị, <laughs> thế nên em mới bảo là đấy là một nhân dạng em rất là hào hứng để làm, Và um, sẽ làm à? chắc chắn là sẽ làm chắc chắn là sẽ làm bởi vì em phải làm thực sự nó là nhu cầu nó vừa là mong muốn nhưng nó là nhu cầu ở thời điểm bây giờ em cảm giác nghệ sĩ chắc chắn là phải phải là một người làm nội dung nữa chứ không thể chỉ là một người nghệ sĩ về mặt sản phẩm quá là khó bởi vì các cái kênh các cái kênh để mà mình chia sẻ và mình truyền tải cái thông điệp của mình hay sản phẩm của mình hay kết nối với những cái người fan của mình càng ngày nó càng ít nó càng ngày càng khó và càng ngày càng đông và nếu như mình không có một cái nơi như kiểu là nhà, một nơi tụ họp và một nơi để mình kết nối với người ta thì mình sẽ bị lost. Và cái sản phẩm mình làm ra mặc dù rất ừ. là nhiều công sức nhưng mà mình không thể đưa được đến hết tất cả những người mà cần nó hay là quan tâm đến nó. Rất là phí. Uhm, vậy nên là bây giờ em uhm, em rất là suy đấy. nghĩ về việc đấy. À, em có từng so sánh hai cái ví dụ về cái chuyện viết lách của em hay là tạo ra các cái nhân dạng nhá. Mà tự dưng em nhắc về chuyện content creator, chị nhớ ra một chút là hồi xưa em đã từng làm nhạc theo kiểu xây nhà vâng, vâng, là vâng. Ừ, tức là dựng lên theo khuôn theo thiết kế sau rồi và hoàn thành vâng. còn sau này thì em gọi nó là trồng cây vâng đúng tức rồi tức là tùy tình hình nó sẽ mọc thành cái này cái kia đúng vâng không? <laughs> bây giờ thì cái mà chị cảm nhận là có thể 10 năm trước mình có thể phân định rất là rõ là à ok xây nhà nhé với lại đến một cái giai đoạn là nó tự do hơn hãy trồng cây đi bây giờ cái danh giới nó không còn trong lúc em đang trồng cây có thể em vẫn phải xây cái nhà xung quanh để cho nó yeah, yeah. đấy hoặc trong lúc em xây nhà em lại kiểu luồn một cái dây leo gì đấy nó sẽ mọc ra đấy thì ở một cái thế giới mà chị cảm giác càng ngày cái danh giới nó sẽ không rõ ràng nó không có kiểu người này hay kiểu người kia đấy là lý do mình có cái cuộc trò chuyện này vào ban vào ban, vào ngày. ban ngày nhá bởi Điều vì ngồi. nhá chị cũng dám chạm <laughs> à, ok với một người nghệ sĩ thì mình sẽ ngồi buổi tối mình uống rượu xong mình sẽ cà kê và mình không cần phải nói chuyện có cấu trúc còn vâng. chị bị dán nhãn là buổi sáng tất cả mọi người đều tỉnh táo sẽ nói chuyện có cấu trúc về câu chữ đúng không thì với em ví dụ bây giờ mình nhòa đi nó không còn thì chị không biết là cái cảm xúc của em em có nghĩ về cái điều này không còn bây giờ chị thấy đấy là cái xu hướng là không có một cái danh giới nào cụ thể mà cái người mà có thể di chuyển càng vâng. nhiều các cái danh giới càng tốt đúng đấy, thì yeah, yeah. em hiểu em chắc chắn là em tin là cái việc đấy là thích nghi ừ. và bây giờ nó đòi hỏi quá nhiều xã hội càng ngày càng phức tạp và mọi thứ nó càng ngày càng khó khăn theo những cách mới thành ra là cái việc mà mình chỉ dừng lại ở một nơi và làm một người làm một cái nhãn thì nó quá hạn chế em thì nghĩ không? thực ra là nó làm tâm hồn mình khá là rộng và mình không nên cho nó vào một cái hộp quá nhỏ mình nên cho nó một cái không gian đủ lớn để nó có thể cựa quậy mình thế xây nhà trước rồi trồng cây sau thì có dễ hơn là ngay từ đầu trồng cây nhưng mà sau đấy lại học cách xây nhà à, nhưng mà khi mà chị nói đến cái việc đấy em nghĩ bây giờ em làm bonsai là <laughs> ừ. mình vẫn trồng nó lên nhưng mà sau đấy nhưng mình mà sẽ... phải tỉa rất kỹ mình phải nắn lại phải... Ừ. sau đấy khi mình nhìn nó lên là kiểu có vẻ như nó sẽ vào được cái thế này thì mình bắt đầu tỉa lại cho nó <laughs> vào đúng một cái gì đấy nó chuẩn chỉ hơn tinh tế hơn đẹp hơn nó đẹp nhất có thể của nó cái tiềm năng của cái cây đấy chị thử đố em nhá vâng đố đi chị em không giỏi đồ lắm nhưng mà <laughs> em rất sẵn sàng không chị đang không chị muốn bàn luận bình thường á bình <laughs> thường thì trong cái mọi người để ý hàng sẽ là chị rất là chị hỏi mọi người và chị muốn cái cái người cái người khách của mình ấy là trọng tâm đương nhiên nhưng mà với em thì chị muốn hỏi hỏi mấy câu theo kiểu là có một người nói với chị là tình cảm của anh dành cho em giống như là anh đang trồng cây bonsai à. anh không muốn nó phát triển một cách kiểu ngoài tầm kiểm soát anh muốn quan sát chăm chú thật là kỹ bởi vì lúc đấy thì cái cây bonsai nó sẽ nó vẫn được mọc lên nhưng nó trong một cái sự chú tâm đúng chị thì thấy vừa vật <laughs> tức là không yêu thì nghĩ ra đủ thứ hiểu không tức là không chưa đủ đẹp trai rồi, chưa đủ hấp dẫn. Không, mình rất thích người đấy chứ. Uh... Nhưng mà người ta khi người ta nói câu đấy ấy, thì mình thấy là cái người này chưa sẵn sàng uh... này, này. Đúng không? Tình yêu thì phải điên luôn quan tâm để bonsai, Tiền tốt <laughs> thì không. Đây là một lời ngụy biện đúng không? Không em thì em luôn phải bảo vệ những người đồng đội của em chứ. Yeah, to các bro giống đực. <laughs> nhưng mà, em um, bảo vệ như nào nào uh, có đúng là như thế không? à thì đấy là luật đầu tiên của gọi là nó không phải như ở Fight Club nhưng mà ừ. là kiểu Men Club chẳng hạn okay. thì uh, phải bảo vệ những người đồng thế chí bảo của mình. Vệ như nào nào? em nghĩ là ấy, ừ. cái việc mà yêu một cách có chủ đích, có chủ tâm nó sẽ có thể là chàng trai đấy đã trải qua nhiều cái mối quan hệ mà khi mà để cho một cái tình cảm nó 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 bung ra ấy ừ. thì nó đau đớn cho cả hai bởi vì có thể một người chưa sẵn sàng với cái tình cảm đủ một mức đủ to như thế. Sẵn sàng cho hay sẵn sàng nhận cái tình cảm đấy. Có thể là người ta vẫn đang hồi phục từ một cái tổn thương gì đấy và họ không sẵn sàng để gọi ok. Bây giờ nếu mà nó to lên này tôi không có đủ nước để tưới, tôi không có đủ thời gian tôi chăm mà sau đấy tôi sẽ cảm thấy có lỗi chẳng hạn. Hay là tôi sẽ khiến người đấy cảm thấy bị bỏ rơi chẳng hạn và họ có thể đã bị bỏ rơi rồi và bây giờ họ không muốn làm điều đấy với người khác. Có rất nhiều lý do. Nhưng mà em nghĩ là chắc chắn là do trước đây người ta đã có một cái gì đấy nó đau đớn gắn với cái việc để tình yêu nó nó bùng lên như thế ừ. nên là bây giờ họ chọn một cách ngược lại không nói đúng hay sai nhưng mà họ chắc chắn có lý do để làm việc đấy cũng có thể đơn giản là họ đang fake cũng có thể đơn giản là họ đang ngụy à. biện cũng có thể đơn giản là họ đang chỉ là một cái lý do mà họ dùng nhiều lần và nó hiệu quả nhưng mà với em thì em luôn tin vào cái việc là mọi người làm thì thông thường là xuất phát từ những cái tổn thương hay là những cái uh, những, những những cái đau đớn của họ thôi. Chứ cũng không phải là đến từ ác ý trước. Chị tưởng là không phải nhành cây là không có dễ, không? <cười> <cười> so sánh với cây cối là, là toang rồi. Không có dễ <laughs> à? <Là> không... <laughs> Mình đâu? lại không 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 thân. <cười> <cười> Chả có kết quả. Anyway nó là đúng là người nhiều chữ cái gì cũng nói được. Hey. Bây giờ em bảo em muốn thành ví dụ em tại làm podcast. Em thử hỏi chị hai câu thôi. Podcast à? hai câu hmm. Hmm. nếu mà chị được viết một cuốn sách thì chị sẽ viết điều gì chị cảm thấy là chị sẽ muốn viết cái ngay thời điểm này á à? bởi vì chị viết hai ba cuốn thôi. vâng ý là kiểu kiểu đấy là cuốn sách cuối cùng chị được viết không biết được ý là nếu mà chị viết về một cái đây là cái bài viết... học hay là một cái kỷ niệm gì đấy chị muốn truyền tải lại cho tất cả những người ở sau để cho chị viết một cuốn sách thì chị sẽ sẽ là quyển gì bài học gì Em có ưng với câu yêu hỏi của em không? Em thấy cũng ok, à, okay. Câu hỏi đấy em vừa nghĩ trong vòng <laughs> 3 giây nên là <laughs> <Thì> biết <laughs> Câu hỏi này câu hỏi by time đúng không? Em vất ra một cái gì đấy rất là khó Thì trong bà này bà phải suy nghĩ đi xong rồi. <cười> <cười> Tôi còn nghĩ tiếp câu thứ hai <laughs> à, Nhưng mà thực ra là em em rất thích uh, Em rất thích hỏi ừ. Em rất thích hỏi và em rất là muốn Đấy là một cách em thấy Em rất thích kết nối bằng những câu hỏi như vậy. Nó cho em biết nhiều thứ về cái người mà em đang nói ừ. chuyện nhiều hơn là những câu hỏi như là tên gì, nhà ở đâu, công việc như thế nào. Em rất là thích kết nối với cái mặt đấy, nhưng mà em hỏi những câu nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mong muốn và sự tò mò của em. Thế nếu em phải viết một cuốn ừ. sách để lại bài học cuối cùng cho cuộc đời này thì sẽ về cái gì? Nếu em viết một cuốn sách bài học về cuối cùng trong cuộc đời này thì em nghĩ nó sẽ là về em nghĩ nó sẽ là về sự biết ơn nó sẽ là về sự biết ơn về những cái gì mình ừ. mình được may mắn trải nghiệm um, em nghĩ đấy là bài học lớn nhất nó đem lại cho em rất là nhiều sự thỏa mãn và niềm vui và năng lượng để em làm cái công việc mà em muốn làm bởi vì là thực sự là nếu không có sự biết ơn thì cái em là một người rất thích phấn đấu rất thích cố gắng rất thích chiến nhưng mà chiến sau của mình không thấy không thấy gì cả vì mình không bao giờ biết ơn cả có những cái lúc mà em làm rất nhiều, em có rất nhiều thành công nhưng mà em nhìn lại và em bảo tôi không cảm thấy mình giống một người chiến thắng. Em ngồi viết và em nhận ra là tại vì mình không bao giờ đếm cái chiến thắng của mình, mình không bao giờ bật cái bảng xếp hạng lên tại sao chơi game mình vẫn thấy thích. Bởi vì lâu lâu lại bấm Tab hiện lên bảng là tôi giết từng này người, ừ. rồi hỗ trợ từng này người, ừ. rồi đứng ở đâu. Ừ. Nhưng mà đôi khi mình làm và mình không biết ơn thì cũng như là mình không bao giờ bật cái bảng thành tích đấy lên mình có đi tập nhiều mình có ăn đủ tốt mình có làm ngày mình có đối xử tốt với người này người kia nhưng mà cuối ngày mình không bơi nhìn lại ngày hôm sau mình quên mình không ghi lại luôn mình cũng quên và đến khoảng một tuần hai tuần sau mình kiểu tôi một tháng rồi tôi chả làm gì tốt cả thì đúng thôi bởi vì mình có nhìn ra đâu thì đấy là cái bài học mà em nghĩ là rất là tốt và ai cũng có thể làm được ngay bây giờ để cảm thấy hạnh phúc hơn với bản thân mình không cần một liều thuốc không cần phải Uh, ăn cái gì đấy không cần phải 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 gọi là đi làm cái gì đấy thành công dữ dội cả mà thực sự chỉ cần nhìn lại và, và biết ơn thôi là nó đã là một cái liều thuốc hạnh phúc ngay lập tức rồi. Liệu đấy có phải cùng chủ đề với ca khúc cuối cùng em để lại trong cuộc đời không? Hmm, ca khúc cuối cùng em để lại trong cuộc đời em khá là tham lam nếu mà em làm ca khúc cuối cùng để lại trong cuộc đời ca khúc đấy nó sẽ dài khoảng 3 tiếng uhm. nó sẽ là khoảng Ừ. Mấy chục ca khúc ghép vào với nhau Em rất là tham lam Nên là em sẽ không bao giờ Có thể làm ca khúc cuối cùng 3 phút cả ừ. um, Cùng chủ đề um, Em nghĩ là sẽ không Bởi vì cái sự biết ơn đấy Em nghĩ nó là một cái Ở trong dạng âm nhạc của em Em nghĩ đấy sẽ không phải là một cái chủ đề Em sẽ khai thác hiệu quả Hay là em muốn làm nó hiệu quả Ở trong cái âm nhạc của em Và ngay thời điểm này Em chưa hề biết là Cái bài hát cuối cùng để đời là gì đúng không? Um, chủ đề em có biết không em nghĩ là em em vẫn còn quá nhiều cái chưa làm để em biết là em thực sự là em sẽ muốn làm cái gì cuối cùng đấy là cái câu trả lời của chị cho cái cuốn sách chuyện viết sách với chị nó giống việc em viết rap Yeah tức là nó là cái công cụ chính của mình và khi bực khỏi cái câu là mình sẽ để lại cái gì mình không biết chắc là yeah. mình... tại vì chị cũng giống như em là mình đang bắt đầu Yeah đang mình vẫn đang bắt đầu đấy mình chưa thể biết là khi mình chín thì nó như thế nào có thể mình không bao giờ chín đúng rồi mà. tuy nhiên lại kéo theo một việc nữa có thể nó liên đới đến một cái cảm giác hồi xưa chị tưởng nó là cảm giác của riêng chị hóa ra nó là cảm giác của rất nhiều người đấy là sự không đủ tốt uh -huh. Uh -huh. tự mình thấy mình không đủ tốt thì mình không có một cái sự tự tin để nói là tôi sẽ để lại cho cuộc đời cái này uh -huh. mà mình sẽ chỉ đang cố gắng uh -huh. Mỗi ngày này mình đủ tốt. À, thì chị nghĩ là có một số người chị đã gặp họ rất là tự tin theo kiểu là tôi sẵn sàng để lại cho cuộc đời này một cái điều gì đấy. Thì uh -huh. có vài thứ mình sẽ à, qua cái câu hỏi câu trả lời nó sẽ Bro. nói một chút. Cảm ơn chị đã cho em trải nghiệm làm podcast host <laughs> mặc dù là em vẫn còn bị, một câu nữa. bị uh, interviewer hỏi lại ngay lập tức nhưng mà thôi <laughs> thứ hai đi. Uh... Cái em thích nhất hỏi là về những cái em có thể học được từ cái người đấy và với chị thì em nghĩ chị là một người trải nghiệm rất là nhiều và và làm thế nào để chị giữ được cái năng lượng để chị đi đi trải nghiệm nhiều như thế mà không mệt. Bởi vì em biết là nếu như em đi những cái đấy em sẽ rất là nhanh mệt. Đi du lịch hay là giao lưu với thật là nhiều người thì cái điều gì là cái điều gì là khiến chị có thể giao tiếp với nhiều người như thế, đi nhiều nơi như thế, trải nghiệm nhiều như thế và vẫn tràn đầy năng lượng để tiếp tục cuộc sống bình thường. <laughs> bình thường là em đi nói chuyện này về xong đôi khi em phải nghỉ một hai ngày kiểu đấy chị nghĩ là nó cũng là mình bật một cái công tắc ví dụ nhé mọi Rồi. người có thể không biết mà khi chị phỏng vấn ấy chị thấy giống như thiền tức là cũng hơi thở cũng uh, tức là nhịp độ ví dụ như mình mà mình sẽ nghĩ thiền thiền cũng bị tạo ra một cái đúng không, một câu chuyện truyền thông là tạo ra một cái hình ảnh là nó phải yên tĩnh nó không có một cái gì nó không có <laughs> cái gì dao động mình nhưng chị nghĩ là tất cả nó đều về đúng một cái chữ là sự chú tâm thì khi mà phỏng vấn ấy chị rất ghét mỗi lần mà ví dụ chị đang nói chuyện với phúc nhá mà chị nhìn thấy có người đi ngang qua là chị rất ghét những khoảnh khắc đấy của chị uh -huh. là trong thiền là ví dụ mình đang ngồi không tự dưng có một cái suy nghĩ gì đấy nó dắt mình đi đâu uh -huh. thì với chị nó là như thế chị thích nhất là ngồi Tự dưng hai tiếng cho chuyện nhưng mà mình chỉ ở ngay đây lúc này đúng rồi tại vì mình lạc và mình nhìn thấy các cái khác mọi người qua lại đá chân vào cái đèn chị đều nhìn hết <laughs> bởi vì cái sự chú tâm uh -huh. ừ. còn bình thường có khi đúng không trong nhà mình yeah. có bao nhiêu bậc thang mình còn chẳng biết nữa em đồng ý ừ. thì là tất cả những cái cơ hội nó cho mình một cái sự chú tâm thì mình đều rất là enjoy thì quay về cái câu hỏi của em là cái gì nó cho mình năng lượng bởi vì những cái mà mọi người sợ là nó mất năng lượng thì lại truyền thêm năng lượng cho chị đúng rồi yeah 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 nếu mà mình coi là đi làm đúng không đúng rồi thì đúng nó đã rồi. thấy mất năng lượng rồi bởi vì mình nghĩ là mình phải mất một cái gì đấy thì mình mới được tiền thù lao nhưng mà chị thấy việc đi làm không là chị đã vui lắm rồi <laughs> chị được đi họp ấy là chị bảo ôi mọi người vẫn cần mình tại vì chị đã trừ, chị đã rơi vào những cái trạng thái mà ví dụ trước mình rất là to hoặc là mình là một cái người rất là quan trọng nhưng mà trong cuộc họp mọi người thấy không cần phải gọi mình vào yeah. chị trải qua những cái đấy mà chị thấy là no mình thích cái gì mình thích được trò chuyện với mọi người này uh -huh. thì sau đấy mình làm tốt thì mọi người gọi đấy là công việc của mình Đúng nhưng rồi. mà mình không được mất đi cái nguyên sơ ban đầu của mình đấy là mình rất là thích được trò chuyện với mọi người và ai mà kiểu hay ấy thì nói chuyện nó cái kiểu vâng, cái kết vâng, nối vâng. gọi là nhanh nhất là Đúng gì rồi em rất là cảm ơn cái insight đấy bởi vì là cái việc mà chú tâm đấy cũng là cái gần đây trong khoảng năm nay em mới bắt đầu nhận ra là nó rất là quan trọng trong cái việc giữ năng lượng và tăng năng lượng bởi ừ. vì là nếu như mình không chú tâm trong cái trải nghiệm đấy thì ừ. đôi khi mình sẽ giở điện thoại ra và mình Đó. sẽ trốn khỏi cái khoảnh khắc đấy và lúc đấy là lúc mệt nhất nên là có những cái khoảnh khắc mà thực ra có thể là chán và gọi là tiêu tốn năng lượng nhưng nếu mà mình chỉ gọi im đấy với nó nó cũng rất là hay cơ vâng, cái vâng. Đấy, cái sự chị sẽ không sau khi đọc cái cuốn sách chị sẽ thấy cái concept hạnh phúc nó đơn giản, dễ chịu rất là dễ chịu. Yeah. Và dễ chịu hay không là mình có thể ngồi ở một chỗ này, mọi thứ xung quanh rất là ồn ào và có rất nhiều thứ khó chịu. Uh -huh. Nhưng mình có thể cho bản thân mình sự dễ chịu. Đúng. Em sẽ thấy là mình ngồi nói chuyện với nhau, não mình nó sẽ nếu mình rất là thích cuộc nói chuyện này nó sẽ lọc tất cả những cái âm thanh ồn ào khác, right. tất cả sự khó chịu xung quanh nó để lại cho mình một sự dễ chịu thôi. Đấy thì chị nghĩ nó là sự lựa chọn. Yeah, cảm ơn Thúy Minh vì cái chia sẻ rất là hay. À, chúng ta trở lại <laughs> ngay trong podcast của <laughs> Have a Sip with Du. Yeah. Have a... <laughs> Nếu em... <laughs> Nếu em... <laughs> em hiểu, em hiểu nhưng mà... Yeah, thank you. À, bây giờ đến phần quảng cáo, chúng ta à. hôm nay có... <laughs> đấy, đoạn đấy đã có thể rất bậy đúng không? Nhưng mà ai hiểu thì sẽ yeah. ai hiểu. Em em rất là thích Em có nhảy số nhanh gọi đấy không? Có Ủa, có có, đúng có đúng hiểu, rồi. hiểu hiểu Mà em gạt em tự xấu hổ em gạt đi <cười> <cười> If you know you know Không em thấy rất là ok, okay. Rất là tuyệt vời Rất là sướng Em rất thích uh, được trò chuyện dài Và được chia sẻ Và được học Bởi vì là thực ra là em rất là thích um, Được may mắn làm trong cái nghề này Thì gặp rất nhiều người thú vị uhm, Tất cả những người làm trong nghề này và được khán giả yêu mến thì em nghĩ đều có một cái gì đấy thú vị của riêng mình và em cũng thích hay đào bới kiểu ở trong xem là cái gì là cái làm họ thú vị cái gì là cái họ vì thông thường là em cảm giác là bình thường mọi người sẽ hỏi những câu về chuyên môn nhưng mà đấy không phải là cái thú vị nhất ở những cái người nghệ sĩ đấy mà thực sự là những cái sở thích của họ những cái ừ. điều họ ghét những cái cách họ nhìn nhận thế giới nó nó kỳ dị ừ. <laughs> và lần nào em cũng được đi nhậu với những cái người đấy thì em cũng được cảm giác được hay, hay, hấp dẫn Vậy chị đặc biệt. thấy cũng rất hay là hồi xưa mình sẽ có phải hồi xưa cái nỗi cô đơn là cái mình nói rất nhiều không và mình luôn cảm thấy là không có nhiều người giống mình sau đấy chị mới phát hiện ra là thực ra có rất là nhiều người giống mình có vâng. rất nhiều người hay có rất nhiều người mà nếu mình được kiểu phẫu thuật não của họ và uh -huh. kiểu, có project lên cả hologram các thứ này nọ thì nó sẽ rất là hay kỳ uh -huh. hảo và và mình sẽ không nghĩ về là có bao nhiêu người nữa mà mình uh -huh. chỉ thấy là có sự tồn tại của những cái người mà giống mình hay là tò mò những điều như mình ấy. Uh -huh. nó sẽ rất là sung sướng. Dạ dạ cái... yeah, yeah. em đồng ý em thích lắm. Ừ. Em đã làm nhạc mới chưa hay là bây giờ em đang làm gì tiếp theo em uh, anh hỏi câu này biết cần cuối cuối thế nhỉ hiểu 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 <laughs> em uh, gần đây em uh, yeah, Em đang làm dự án tiếp theo ừ. đang làm dự án tiếp theo tiếp nối với cái uh, năng lượng này và làm nó còn tốt hơn nữa dựa trên những cái feedback những cái phản hồi của mọi người cũng uh, kiểu cháy cháy lên à vẫn cháy vẫn ừ. rất là năng lượng rất là đón chờ bởi vì thực sự là qua cái đợt ra mini album này nó cho em rất nhiều bài học rất là nhiều những cái mà em biết là em cần phải làm gì tiếp theo và hào hứng để làm ấy. Vì thực ra là với cái viết này em luôn nói là em ở trạng thái bắt đầu luôn là có những cái mới để làm, có thử thách mới. Thì em biết thử thách tiếp theo em là gì? Cái điều mà em mong muốn nhất là ở trong âm nhạc của em đấy là em sẽ được làm nhiều hơn nữa, làm nhiều hơn nữa. Bởi vì em có rất nhiều điều muốn nói. Hiện tại thì em cảm giác em vẫn chưa nói được đủ đúng với cái cái tốc độ hay là những cái uh, năng suất mà em mong muốn để mà nói ra. Em bị khá là cảm giác vội, lúc nào cảm giác rất là vội, cảm giác mình có rất ít thời gian. Nên là em lúc nào cũng cũng rất là trộm vía là suy nghĩ về về cái việc làm nào để mình có thể nói nhiều hơn và làm tốt hơn. Thì rất là mong là với những cái dự án tiếp theo em càng ngày càng nhanh hơn nữa trong cái việc nói ra điều mình muốn nói. Bớt đi những cái bớt uh, lòng vòng trong việc uh, không lựa chọn xem là mình muốn nói gì hay là mình muốn thể hiện nó như thế nào và chỉ tập trung vào thể hiện nó thôi chị vẫn còn một cái tò mò đấy là chị đã nhìn thấy em ở trên sân khấu khi mà em battle thì em nhảy số rất là nhanh em lại chia sẻ rằng là có những cái lúc nó mất rất là nhiều thời gian để em gọt rũa một cái gì đấy thì cái điều gì khiến nó có cái nó có thay đổi cái vận tốc của em ở những cái trạng thái khác nhau kiểu như thế không và cái gì nó quyết định hay là cái sức nóng của cái việc là đang ở trong cái cuộc battle thì nó kích thích em nó khiến cho em uh, yeah, yeah. tốc độ nhanh hơn trong trạng thái chiến đấu thì lúc nào cũng là em khỏe nhất ừ. um, trong những cái lúc mà ví dụ có ai um, tấn công em chẳng hạn tự dưng hoặc là khi em viết những bài mang tính tấn công thì lúc nào team em nó cũng đập ừ. đập rõ luôn nhiều người đấm ở trong ngực ra ấy. Ừ em có thể viết uh, 6 tiếng 8 tiếng không ăn gì kiểu chạy hoàn toàn bằng ừ. cái năng lượng chiến đấu đấy chiến đấu là cái năng lượng mạnh nhất mà và và dễ dùng nhất của em ừ. thì chắc chắn ở trong những cuộc chiến đấu thì em sẽ nhanh hơn và mạnh hơn và có những cái đoạn bị kiểu writer block bị tắc không thể viết được cái gì không uh -huh, uh -huh. thì thường cái đấy có có phải có những cái giai đoạn đấy chứ yeah. đúng không trước đây em có, ừ. em có bây giờ không à không có à. không bao giờ có nữa em không Thế tin em... vào writer block nhưng bây giờ nhá đúng không em Mainstream thì nói cái những cái sự chiến đấu nó sẽ không có thật nữa, hoặc là nó khá mạo hiểm uh -huh. em nghĩ là nó có thật uhm, bởi vì cái chiến đấu quan trọng nhất là chiến đấu với mình chứ cũng chiến... không phải chiến đấu mọi người em là năm one hater của em mà. Uhm. nếu em muốn thắng thằng nào gọi là độc ác nhất và tồi tệ nhất thì em nên thắng em thôi uhm. Uhm, với cái việc mà phải suy nghĩ phải chắt lọc phải tốn thời gian với những cái điều em làm thì về cơ bản là đến bây giờ em có một cái niềm tin để em không có write the blog và cái niềm tin đấy là em viết càng nhiều lần em viết càng nhiều càng lâu thì nó sẽ càng hay nó sẽ càng tốt hơn và cái bản đầu tiên có một niềm tin nữa là luôn là bản vứt đi em không tin vào cái việc là bản đầu tiên là bản hay nhất đấy là một cái mà em nhận ra là nếu như mà mình có một cái niềm tin như thế thì tự dưng tất cả quá trình còn sau nó rất là dễ khi mà mình không coi là mình chỉ có một cơ hội để mình hoàn thành ca khúc này mình phải hoàn thành ca khúc này thì mình mới mới là cái con người mà xứng đáng được yêu hay là mình giỏi hay là mình những cái niềm tin về bản thân mình như thế nữa mà là cái quan trọng là mình phải có những niềm tin để đạt được kết quả mong muốn và kết quả em mong muốn là em làm được những tác phẩm thật là tốt thật là chất lượng thật là chất lọc thì cái niềm tin là bản đầu tiên là vứt đi em không bao giờ, bây giờ tin vào cái việc là xuất khẩu thành thơ và nó hay luôn nữa trước đây em em cảm giác là truyền thông nó khiến mình suy nghĩ khá nhiều về việc đấy. Ừ. Là một người nghệ sĩ làm một ca khúc trong 15 phút hay là 30 phút. Nhưng mà nhìn nhìn xa hơn, nhìn sâu hơn thì với bánh mì em viết bài đấy rất là nhanh. Nhưng mà em luôn nói mọi người em viết bài đấy là mười mấy năm. Là em viết từ khi em trải nghiệm cái cuộc sống như thế và đến cái lúc đấy thì nó mình đã sống cái đấy quá lâu, suy nghĩ về cái đấy quá lâu rồi và nó chỉ ra trong lúc đấy thôi. Thì nếu bây giờ cho em battle ngay trên sân khấu thì với cái version mới này của em liệu có nó làm được không từ trước đến nay em vẫn tin là yeah, đến hiện tại em vẫn chưa tìm được có một người nào em cảm giác là sẽ uh, sẽ thực sự khiến em thấy nguy hiểm đương nhiên em vẫn sẽ tự tạo cảm giác nguy hiểm cho mình nhưng em tin là em hoàn toàn là với cái khả năng của em em không có không có ngại một cái trận đấu nào cả và nếu như em không chiến thắng uh, theo cái dạng gọi là hoàn toàn áp đảo thì chắc chắn là em cũng sẽ khiến cho những cái người hâm mộ em hay là những người yêu thích rap hay là battle họ sẽ có một cái sự trải nghiệm không bao giờ quên được trong cuộc sống của họ và với em đấy là cái chiến thắng của em rồi À này nhưng mà đợt vừa rồi mọi người rất là hay diss nhau Vâng Thì bọn em tự lý giải là gì? <laughs> à rất hay diss nhau Chị muốn biết lý do tại sao hay diss nhau hay là muốn biết về cái Không, diss, diss, diss nhau, nhau thì nó là thuộc về văn hóa từ trước Nhưng mà tự dưng có một cái đợt <laughs> mà bắt đầu rich Choi có thứ rồi Tức là nó, nó, cái này, cái chuyện diss nhau nó có lây không em? Nó không lây ừ. Nhưng um, Diss nhau với cá nhân em em có một cái 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 series thôi một cái ừ. thuyết thôi đấy là do writer's block khi không viết được nhau thì <laughs> bắt đầu khi không viết được khi tất cả em thấy nếu mà đến lý do đôi khi em em sẽ không uh, quan tâm nhiều đến những cái cái, cái cuộc diss mà nó không mang tính tranh luận tư tưởng hay là ừ. lối sống hay gì cả bởi vì đôi khi nó chỉ là đơn giản là những những bạn mà đang gặp khó khăn trong việc viết nhạc bình thường ừ. thì Chị. mọi người sẽ tìm đến một cái cách Uh, quen thuộc nhất và dễ dàng nhất để 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 có được tình yêu từ khán giả thôi hoặc là có được sự chú ý hay là cảm thấy là mình đang làm tốt thôi thì họ sẽ đến với dis ừ. thì cá nhân em thì em không không bao giờ em nghĩ đấy là một cái mà em muốn làm à, hay là em 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 thích quan tâm cả ừ. em nghĩ là nếu mà đã là dis đã là battle đã là tranh luận thì nó phải có một cái giá trị gì đấy cho ai đó ở đấy và nếu như nó hoàn toàn là chỉ là về mình thôi thì không đáng ừ. lắm ừ. Nó làm cho chị nghĩ ở những cái trận rap battle, thực ra backstage cũng là cái trận những cái cuộc đầu tiên chị xem nhá. Vâng. Well. Kiểu chị mê cái năng lượng đấy. Nhưng mà chị cũng phát hiện ra là chị sẽ biết ngay ai thua nếu mà ngay lập tức là chỉ là tóc của, tức là chửi người kia tóc màu gì. <laughs> chị biết là yeah, 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 yeah. vì là, là bí lắm thì mới phải dựa vào cái việc là người đấy tóc màu gì và mà trông như thế nào. Yeah. Ừ. Thì... nó cũng là một cái cách tấn công rất hiệu quả nếu như mình biết cách đúng. tấn công thì uh, nó Nhưng mà là nó phải được tăng dần đúng vâng, không nó phải còn, tăng dần. còn cái đoạn mà nói mấy câu đầu mà nó đã là như thế thì chị nghĩ là nó cũng hơi nó vâng. là bí khá là bí rồi chị nói là em <laughs> kích động em nghiện à. em rất mê những cái môn thể thao đối kháng ừ. rất là mê đặc biệt là bad rap ừ. Ừ. em rất là thích tuy nhiên là khó khá là khó ở hoàn cảnh hiện tại ừ. rất là nhạy cảm mạo hiểm. Thực ra nó nó cũng hơi khác văn hóa. Vâng. Ừ. Đúng không? Chắc... Nó cũng giống uh, việc M MMA võ tự do không được phổ biến ở Việt Nam lắm ừ. thì với mọi người thì mọi người thấy nó là bạo lực và nó rất, rất là dã man. Ừ. Nhưng mà với em thì nó giống như là một cái nghệ thuật. Võ nó là một nghệ thuật. Đúng. Và nó sẽ vượt hết ở cái tầm của ngôn ngữ hay là cơ thể đúng không? Đúng mà rồi. Đó là ở cái... yeah. và đôi khi là có thể có trên sàn đấu đấy có những cái tranh tranh chấp thật, có những cái tranh đấu thật nhưng mà về cái bản chất của nó thì đó là một cái sự so sánh xem là cái sự cố gắng, nỗ lực và kể cả là thậm chí là cái 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 um, cơ địa của ai có thể phát triển được đến mức cao nhất và cho thấy được cái giới hạn của con người và cái đấy nó rất đẹp, cái sự vươn tới cái giới hạn đấy em nghĩ là nó rất đẹp và và võ hay là những cái môn đối kháng là nó thể hiện rất rõ nhất cái việc đấy. Nên là em thấy lúc nào cũng rất là thích và rất là tự hào về những cái môn đấy ừ. mặc dù em biết là rất là nhiều người thấy nó bạo lực. Nhưng mà nếu mà thấy bọn em chửi nhau ở trên sân khấu thì đôi khi nó không phải là phải là vì Đúng là rồi, bọn rồi. em ghét nhau hay là muốn tổn thương mà thực ra là chỉ là vì tôi muốn cho mọi người thấy là làm cái 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 cái, cái có thể dùng từ ngữ để tổn thương hay là gây giải trí đến mức như thế nào trong cùng một lúc ừ. và nó rất là đặc biệt và nó cũng rất là gây nghiện nhưng đấy cũng là lý do mà em cũng phải tạo ra nhiều nhân dạng mà để thỏa mãn nhiều phần có vẻ hơi đương nhiên chúng ta sẽ có nhiều phần nó phải đối lập thì nó mới vui vâng ờ um, yeah. tại sao lại không tại sao lại không em nghĩ là nếu mà mình tìm được cái vai tốt nên tìm nên tìm nên thử nên sắm thử vì mình đâu phải kẹt với cái với một kiểu từ bây giờ đến, đến cuối đời đó nếu như mà mình uh, chơi một cái game mà mình phun đồ phun hết đấy rồi thì cái điều tiếp theo mình làm là thoát game xóa game xóa nick thôi chứ còn còn gì đâu còn chừng nào mình vẫn còn uh, cấp để lên vẫn còn uh, kiểu class để chuyển vẫn còn có nhiệm vụ để làm vẫn còn thiếu đồ vẫn còn thiếu kinh nghiệm vẫn còn thì mình à, vẫn có còn nhiều sống game mà mình nghiêm thủ nghiêm à, thủ yeah. <laughs> sao đấy không phải là sự nghiệp tiếp theo không phải là dẫn podcast. Ah, yeah. Em uh, <laughs> em vẫn đang chơi game mà. Ừ. Uh, em em rất thích chơi game. Em làm streamer bao giờ chưa? Em đã từng làm, bây ừ. giờ em vẫn đang chuẩn bị làm. Em vẫn làm thôi. Ừ. Em uh, rất thích stream, rất thích game. Uh, Sao lại Nói chuyện giỏi như này, không vấp như này, có thể vừa rap vừa. Ừ, em nghĩ cuộc đời cũng là game. Ừ. Với em thì khi mà em nghĩ cuộc đời là game thì em sẽ đỡ. Được. em cũng cần phải chơi game đấy chứ, chơi game, chơi game này. Đấy. Đúng rồi, em cũng đi lấy trang bị hôm nay nhiệm vụ chính của em là lên have a sip, đấy, không trên một, nó là về là một trên một phần thưởng là cộng thêm từng này người yêu thương, cộng thêm từng này cái này cái kia. Rồi thì nếu em phải lên hoang đảo. <laughs> ok, câu hỏi này em em nhớ đấy. Ừ. Đem theo gì gì? Không đọc một cuốn, mang một cuốn sách. Mang một cuốn sách. Em sẽ không đem sách lên, cho em xin quyển vợ. Em lên Biết. em viết cuốn sách của em thì nó có cái câu tiếp nối và chị nghĩ nó sẽ là quay lại đúng cái câu hỏi em đã hỏi chị hàng trăm năm sau có một người nhặt được cái cuốn vở đấy đã được viết kín của em thì đấy là thì đấy là ai á? Đây là người ngoài hành tinh thôi. Ra <laughs> tân <laughs> <laughs> đạo nhặt nhặt vở mấy trăm năm sau em nghĩ là người ngoài hành tinh thế còn người thì cũng được mà, người bình thường được mà. Nhưng mà em thích thế người ngoài ừ, hành tinh nhặt thì được thì rồi. nó nó <laughs> ngầu hơn, nó Sao vui người hơn. người ta sẽ làm gì với À thì người ta không đọc được thôi. Hoặc là nếu mà người ta mà dịch được cái đấy ra thành ấy uh, thì người ta sẽ thấy rất là thú vị vì em sẽ viết những cái thứ mà nó uh, nó nó điên rồ nhất, nó sáng tạo nhất. Có thể là một cái câu chuyện mà khiến họ tưởng đấy là lịch sử loài người chẳng hạn, hoặc là cái gì đấy nhưng em chắc chắn sẽ muốn làm cái gì đấy để uh, khiến cho những cái thế hệ sau hay là những người tìm được cái gì của em cảm thấy tò mò, cảm thấy bị kích thích. Đấy, thế tại sao không phải là người bình thường các thế hệ sau tìm thấy mà mà phải là người ngoài hành tinh? Không? Nếu người ngoài hành tinh cũng bị kích thích nữa thì oh, nó sẽ là đó. một cái tác phẩm rất là tuyệt. <laughs> Chị nghĩ là cái câu hỏi này nhá, vâng. là câu trả lời này nhá, nó có một cái ý nghĩa gì đấy? Và ý nghĩa không... đấy là gì thì sẽ để thì em cho. tự tin mà tìm. <laughs> còn chị thì chị chị tất cả những cái gì cảm xúc của chị nó là một sự nó chỉ là đoán thôi vâng. nhưng nó cho thấy đầu em thứ nhất là ngóc ngách không bình thường thứ hai nữa là rõ ràng em có một cái thôi thúc để lại một cái gì đó yeah. nhưng cái đấy chính bản thân cái điều đấy nó vẫn là đang là ẩn số với em thì thành ra hành trình nó sẽ thú vị nhưng nó có một cái con đường ở đấy rồi đúng không và nó không bình thường vâng sẽ không nó sẽ vượt qua tất cả các sự tưởng tượng của mọi người em mong là nó sẽ làm được như vậy cái người mà chị hỏi câu hỏi này đầu tiên là bác Trịnh Lữ và bác Trịnh Lữ thì hình dung cái người nhặt được cái cuốn sổ đó là một đứa trẻ con Đấy, thì mình sẽ thấy đúng không mỗi cái mỗi cái câu hỏi của mình câu trả lời của mình ở từng cái thời điểm mặc dù trong cùng hoàn cảnh nó phạt chiếu rất là nhiều mình ước vọng của mình những suy nghĩ của mình. Đúng. Em rất là đồng ý được đấy. Ừ. Lúc em nói với người ngoài hành tinh thì chị nghĩ là kiểu sau đấy người ta sẽ vác sổ về cho bảo tàng <laughs> xong rồi đấy. Xong rồi mỗi lần chiếu các cái chữ đấy lên màu kiểu xanh neon xong vào đấy. Hồi xưa mọi yeah. loài người đó, nó như đây này, 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 này. Tại vì là em chỉ nghĩ đến viễn cảnh đấy em đã thấy nó thú vị rồi. rồi. Tại vì là ví dụ, tiên người ta phải phải giải mã được cả cái lịch sử con người bằng cái quyển sổ của em thì nó sẽ thôi được rồi được rồi <laughs> nó sẽ làm khó người ta rất là nhiều và nó sẽ rất là thú vị em cảm giác là cái việc mà chị nói đến việc có một cái con đường và 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 để lại cái gì thì em luôn suy nghĩ là nha yeah, chắc đấy là cái điều em mong muốn nhất để lại di sản mình muốn được tồn tại gọi là dài hơn cái tuổi thọ của mình trước đây nếu mà Hỏi em là có một siêu năng lực em mong muốn sẽ là gì thì em sẽ mong muốn là em gọi là sống mãi kiểu rồng ừ. ừ. không phải để làm cái gì đặc biệt cả mà chỉ là để đọc hết sách, xem hết phim, ừ. đi hết các nơi, trải nghiệm tất cả những gì mà cái thế giới này là có. Lớn lên thì mình thấy là đôi khi đến lúc mà mình nhận ra là cái việc mà kết thúc nó đem lại ý nghĩa thì mình lại suy nghĩ đến theo một hướng khác, mình muốn trường sinh theo một nghĩa khác. Ừ có thể đến một lúc mình sẽ còn không còn ham muốn đấy nữa nhưng mà thời điểm hiện tại thì cái việc mà được sống lại trong con tim của những người khác hay là trong trí óc người khác thì em nghĩ đấy là một cái điều sẽ đem lại cho em rất nhiều hạnh phúc chị nghĩ là con đường của em sẽ còn nhiều thay đổi đúng à những cái gì mình nói chuyện ngày hôm nay nó sẽ được lưu trữ lại và nó làm cái nhiệm vụ duy nhất là một năm nữa hai năm nữa mình sẽ nhìn lại câu trò chuyện này và mình gọi là à ui hồi đấy nói như thế đấy <laughs> đúng không còn trước mắt mình cái điều kỳ diệu của cuộc sống là à, mọi thứ đều do bàn tay mình trí óc của mình vẽ nên nó không có một con đường nó quá cụ thể à, chị tin là những người như em hay những cái bạn mà đang tiếp tục cái hành trình mình đang đi và vẫn còn có nguyên một cái sự tươi mới dành cho tương lai của mình ấy từ từ mình càng đi mình sẽ thấy nhiều các cái câu trả lời khác nhau đáp án khác nhau nhiều khi không phải D nó có F gì đấy ở đâu đấy nữa yeah. đấy, nên là nhưng mà chị cũng khá tin là mọi thứ sẽ sẽ như những điều em muốn làm nha yeah. rất là mong vậy và nếu như mà có một lời em muốn gửi tới các bạn thì hãy cứ tin là đi thì sẽ đến đâu đó nhưng mà còn hơn là không đi và chả đến đâu cả rất là mong là trên con đường của mọi người sẽ có thật là nhiều sự hiểu biết về bản thân của các bạn. Mọi người sẽ hiểu hơn về bản thân mình. Và làm quen với con người đấy. Bởi vì đến cuối ngày hay đến cuối đời thì đấy là cái người mình sẽ phải sống chung và ngủ chung. Nên là hãy cố gắng đối xử thật tốt với người đấy. Và học thật nhiều về người đấy để chúng ta có một người bạn lúc nào ở bên cạnh mình. Yêu thương mình. Đây rồi, podcast host đây rồi. Kết luận hay quá. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye. Yeah, thank you, have a sip.